Chào các bạn, mình đã quay trở lại với lại cái video ngày hôm nay. À, như thường lệ những các bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. À, câu đầu tiên sẽ cho tụi em thấy cái sức mạnh của thời gian. Cho tao mượn tên mày nghe, Rivon. Rivon đến với Nhi vào thời điểm Rivon đang ăn shit vào năm 2020 đi. 2021, sau khi Rivon coi video Nhi với một lượng gọi là video chết người, cái số lượng khủng khủng, tức là cũng được ngàn mấy cái video, thì Rivon mới quyết định một cái quyết định tố bộ, đó là mẹ đã khổ lắm rồi, tiền không có, đã ăn shit rồi, mà shit này ăn hoài, ăn miết cũng ngán rồi, quyết định một cách táo bạo là đóng tiền học. Nó là chị Nhi, giờ em khổ quá rồi, em coi hết video chị, em coi hết 500 ông thầy rồi. Từ cái năm 2020 này cho đến 2022 là mất của nó 2 năm. 2 năm để thay đổi. Nó nghe đồn là nó trả nợ được hết cái tiền nó học rồi, cũng vân vân, là cuộc đời nó đi lên được một cái khác rồi. Giờ nó vô nó khoe biết mà. Trong 2 năm đó chỉ có như vậy thôi. Đó. Đây là người đầu tiên, chúng ta gọi là Rivon. Có những người cũng giống Rivon và cũng như vậy nè, giờ biết chê shit rồi, hồi xưa không biết chê. Rồi người thứ hai, hồi nãy cái thằng gì đó, gọi là cái anh mà mặt anh đẹp trai đi, anh cũng ăn shit. Và cục shit của anh cũng bự ngang ngửa như Rivon, nhưng mà anh lại rất là thích chụp hình che nửa mặt ngầu, đeo điện thoại, nói chuyện ngay kiểu như dân trí thức. Mục đích của anh để là gì? Giấu dốt, tại vì dốt mà lộ ra thì gái nó đâu có mê. Cái nó không mê thì làm sao mà có lời để quất. Công thức rất là đơn giản. Cũng như vậy, anh coi video của Nhi Lê vào cái, thôi cho luôn là nó coi tao cùng năm với con Rivon luôn đi, 2020 luôn, nó coi. Sau một thời gian đi ra đi vô kênh của Nhi, coi được chắc 3 cái video, và đa phần là chém gió. Rồi anh năm 2021, anh vẫn chưa đưa ra được một cái quyết định táo bạo nào hết. Rồi kết quả là cái gì? Anh đi xuống, anh vẫn để hình sống ảo và phát ngôn đầy shit. Chúng ta có hai người ở đây để chúng ta có một cái sự so sánh A và đây là người B. Sự so sánh này có công bằng không mọi người? Rất công bằng. Tất cả chúng ta đều xuất phát từ một thời điểm giống nhau. Chỉ là cái thời gian mà bạn đưa ra quyết định, lúc nãy như nói indecisive, bạn từ chối dọn cất sớm chừng nào á thì bạn khổ chừng đó thôi. Các bạn không đóng tiền ngọc giờ thì như nói với bạn 5 năm, 10 năm nữa. Mày tưởng tượng Rivon 18 tuổi. Tao cho thằng này 18 tuổi luôn đi. 3 năm sau cho Rivon 21 mà tao hết ngu rồi. Còn cái thằng này 21 làm gì? Vẫn đi quốc dạo. Thì tao hỏi tụi bay nghe, Rivon sau khi đóng tiền học nó hết ngu rồi, kiếm được thêm nhiều tiền rồi, nó lại bắt đầu để dành tiếp đúng không? Nó sẽ qua một ngày khi nó lên 2023 chẳng hạn, 2023 rồi 2025 gì đó, Rivon lại bắt đầu tiếp tục đầu tư và đi học tiếp. Rồi cái anh hồi nãy 2023, 2025 không học mày gì nữa hết, vẫn thất học, vẫn phát ngôn shit. Đây là một cái công thức cực kỳ đơn giản. Rất đơn giản, tại vì sao? Tụi em phải hiểu vậy nè. Khi em đi học xong về, em cắt ngắn lại, ví dụ giờ con Rivon cho lên là tuổi 40 đi, nó thành quý bà mẹ rồi. Còn thằng này 40 nó sẽ thành cái gì? Cứt rồi xong. Tao nghĩ công thức này chẳng cần phải dạy ai hết, nó người người rồi đấy. Tụi em không cần đóng tiền nữa, tụi em không có thể. Nhưng mà nếu như em không đóng tiền thì em sẽ xác định cuộc đời nó mãi ở đây. Em nghĩ ví dụ như em là cái thằng đẹp trai ngầu này đi, em giấu dốt, em chém gió, em lên em coi video như em thả spam, xong rồi em cứ chém mít. Em nghĩ làm sao em bì với một cái con như con Rivon được? Em không thể bì được. Lý do tại sao em không bì được? Tại vì trong lúc mày vẫn coi video của tao thì nó đã vô lớp, nó ngồi, nó học thêm một cái tầng khác rồi. Chắc chắn luôn. Tao giờ tao còn gánh tạ mà. Công thức đơn giản. Nếu như bạn muốn ở một cái nơi mà bạn muốn đến thì bạn phải sẵn sàng trả giá để lên cái tầng đó. Ở mấy đứa nó vô nó hỏi chị Nhi dự đoán khi nào mà Fed giảm lãi suất. Chị muốn nói cho tụi em nghe này. Video chị Nhi dạy về tài chính đó, chị Nhi đăng 3 năm, 4 năm về trước rồi. Những cái thứ bây giờ tụi em coi là những cái thứ chị Nhi đã biết từ trước. Em nói chị Nhi dự đoán cho em. Giờ chị có dự đoán cho em, nó cũng là 3 năm kế tiếp. Từ giờ 3 năm mày ngồi không, mày ngồi mày đợi cho Fed nó súng để mà có tiền ăn hả? Và đây là một trong những cái tư duy ngu xuẩn nhất của những người bình thường cho đến tầm thường. Đó là họ phải đợi cho đúng thời điểm thì họ mới làm. Cái người mình làm ngày nào họ cũng làm hết. Ví dụ khủng hoảng kinh tế thì họ làm ít lại, nhưng mà họ vẫn làm. Không khủng hoảng kinh tế thì họ làm nhiều hơn, nhưng mà họ không bao giờ dừng hết á. Còn tụi em là em ngồi em chờ thời. Giờ chị hỏi em, một đứa đi học võ sáng nào cũng học, nó đi ra đường mà nó bị người ta dí, nó trở thành phản xạ. Còn có đứa cả cuộc đời không đi học võ, đi vô học có đúng 30 phút, em nghĩ đi ra đời nó có phản xạ được không? Và làm ăn nó cũng vậy. Làm ăn là cái chuyện mỗi ngày. Giờ tao nhắn tin riêng cho mày, tao cho mày địa chỉ luôn, tao biểu mày mua lô đất này đi, tao biểu mày xây này đi, tao biểu mày làm này đi, tao biểu mày đầu tư này đi, mày làm không? Không. Mấy đứa này hỏi cho vui thôi. Giờ tao nhắn tin riêng cho mày luôn, tao gọi riêng cho mày, tao cho mày thông tin chi tiết luôn. Mày dám làm không? Làm ăn nó phải có gan, chấm hết.
em không có gan, em dốt, em lười. Em vô em hỏi mấy cái câu vớ va vớ vẩn. Tụi nó ở với tao cả mấy năm, tụi nó xây lên được một cái cơ ngơi thôi. Mấy con trăm trây năm trực, mỗi sáng mỗi ngày còn phải học. Cái ngày mà tao còn đi rửa chén bưng bê á, 12, 13 tuổi á, tụi bay còn chưa đẻ nữa. Chị Nhi ngày hôm nay làm được như vậy đâu phải tao đẻ ra một ngày là chị Nhi trở thành người như vậy đâu em. Tao cũng phải bưng năm lầu mấy cái nồi lẩu, mẹ nhiều hồi nó muốn đổ lên người, muốn tụt bỏng người luôn. Mà có chút xíu à, tao nhỏ xíu à. Chị đi về như để ý thấy á, nhiều người có tiền xong rồi lấy một miếng đất bự rồi làm gì khai trương trang hoàng bự lớn. Ê nhẹ không có miếng khách nào hết á, bắt nhân viên đi vòng vòng bỏ chén bỏ tô trên bàn không à, chứ vậy sống hình ảnh chi vậy. Rồi xong 6 tháng sau đóng cửa chứ làm gì, đúng không? Tại vì em thực sự quán em ngon mà đồ ăn ngon, nhân viên tốt, chất lượng tốt. Ở trong hẻm hóc người ta cũng chui vô kiếm mày. Mà em có cái đách gì mày diễn mày, mày mở ra mày chụp hình mày đăng Facebook làm ông bà chủ để làm gì? Vớ vẩn, sống ảo, đói mất mỏ đéo có tiền ăn, nợ cắm đầu, xong diễn. Chị chỉ cách làm sao để không bị áp lực trong đầu tư không chị? Có em, đừng đầu tư luôn. Hiểu không? Tao đã nói với tụi bay rồi mà, dốt thì đừng có đi đầu tư cái gì hết á. Dốt hay là cảm xúc thì đừng. Em hãy tưởng tượng tiền nó giống như cục xà bông. Biết cục xà bông không? Cục xà bông rửa tay á. Mày càng cảm xúc, mày không học điều khiển nó. Mày cầm cái cục xà bông ra mày đứng mày rửa tay sáng tối vậy đó. Thì đến cuối cùng cái cục xà bông nó thôi còn gì, không còn gì hết. Tại vì ngày nào mày cũng lấy cái cục xà bông mày rửa tay miết mà, thì nó sẽ không còn cục xà bông nữa. Nhưng mà mày để im cái cục xà bông khô ráo ở một góc, được chưa? Lâu lâu mày mới đụng vô nó một chút thì cái cục xà bông của mày xài lâu hơn. Công thức của tiền nó cũng như vậy. Em đã xác định đi đầu tư, em đã xác định đặt tiền vô cái chỗ đó, em học để có kiến thức để em biết là em đầu tư đúng. Em không có cảm xúc, em không có cảm xúc thì em sẽ không có áp lực. Áp lực đến từ việc dốt. Tao lặp lại, áp lực đến từ việc dốt. Mày dốt cho nên mày nó mới nơm nớp trong người. Còn mày có kiến thức mày bỏ đau đắng đó. Vậy tao nói mày đi đánh bạc cũng vậy, được không? Tao biểu mày vô sòng casino, tao kêu em đánh vô cái khúc đó đây 100% thắng. Mày đánh liền đúng không? Mày bán nhà bán cửa bán đất mày không bán, tức là sao mày biết chắc chắn 100% mày thắng cho nên mày mới đánh kiểu vậy. Được chưa? Còn lý do tại sao mày vô casino mà mày nơm nớp là tại vì mày dốt. Mày biết tại sao mày bỏ tiền vô đó cho nên là mày kiểu mày bỏ tiền nhưng mà kiểu như là hên xui vậy đó. Ông trời thương con thì cho con trúng. Lặp lại, tiền không có lỗi, đầu tư không có lỗi. Rồi tất cả những cái gì mà mày nói, mày cảm xúc, mày nơm nớp, mày stress, mày lo sợ, nó đến từ dốt chấm hết. Cái người có kiến thức mày thấy họ đầu tư, họ bỏ tiền vô chỗ nào xong họ đi chỗ khác, họ đi câu cá, họ đi đánh golf, họ đi tập gym, họ đi tập võ, họ đi tập thể dục. Giờ họ đi chơi với con với cháu họ, họ không có đi tới mò vô cái cục xà bông đó rửa tay ngày 500 lần. Tao nghĩ tụi bay đã ở với chị Nhi đủ lâu để hiểu tại sao chị Nhi không có đi lòng vòng. Tao không có đi lòng vòng để nói với tụi bay một cái câu như vậy nè. Cái lý do tại sao tụi em coi video chị Nhi, nói thẳng đi. Tại vì chị Nhi cho em nhìn thấy rất là nhiều cái một cách chắc chắn và vững chãi. Có những con nó vô đây nó kêu, nó ghi nữa, trời ơi con này nó dạy vớ va vớ vẩn mà tụi bay cũng nghe, nó dạy tào lao mà tụi bay cũng nghe. Mà em biết tại sao mấy người nó nói vậy không? Tại vì họ refuse tức là họ từ chối cái chuyện nghe thông tin rồi kiểm chứng lại con nó đúng không. Giờ họ lấy cái kiến thức cổ hủ của họ 500 năm về trước xong họ nghĩ bây giờ nó còn hiệu quả. Thậm chí cái kiến thức họ có cũng không phải đến từ họ nữa. Và theo năm tháng em phải biết một cái nữa là tất cả những cái gì mà em được học á, nó không có mới. Thậm chí những cái chị dạy nó cũng không mới. Tất cả những cái gì mà tụi em nói về self development, phát triển bản thân, rồi học về tâm lý học, về những cái thứ bên trong, chẳng qua là theo năm tháng á, người ta đóng gói nó, hoặc là cái cách người ta truyền đạt nó khác đi thôi. Ngày xưa như chị đã nói rồi mà, chị Nhi tại sao chị Nhi có nhiều kiến thức vậy? Ai cũng nói vậy. Chị không có nhiều kiến thức, chị chỉ học nhiều hơn tụi em thôi. Và nhờ cái học và nhờ cách biết truyền tải lại và biết cách dạy, cho nên tụi em nhìn chị Nhi tụi em nghĩ chị Nhi dắt đẻ ra nhiều thứ trong đầu, không có. Tất cả những cái gì chị học chị áp dụng rồi chị dạy lại, nó giống như chuyện em đi siêu thị mà em mua dưa ua em ăn đi, nó có 50 hãng khác nhau nhưng cái công dụng dưa ua nó cũng chừng đó à. Mày ăn vô cho hệ tiêu hóa, mang tiêu hóa mày tốt lên. Tại sao mày thích mua cái hộp này mà mày không thích mua hộp kia? Tại sao mày thích mua cái vỏ này mà em thích mua cái vỏ kia? Tại sao mày thích vị này mà không thích cái vị kia? Nhưng mà cái công thức nó cũng chỉ có chừng đó thôi. Cái công thức để ra cái hũ dưa ua cơ bản nó cũng chỉ chừng đó thôi. Và dạy học nó cũng vậy, và những kiến thức này nó cũng vậy. Như lặp lại những thứ như vậy nó không có mới, nó đỡ trên thế giới cả ngàn năm rồi, được chưa? Chỉ là người, cái cách dạy của người này khác, cách dạy của người này, cách học của người này, cách tiếp thu của người này, cách áp dụng của người này khác nhau. Và nếu như bạn học với Nhi mà bạn cảm thấy không vô đi học của người khác, học với người nào mà mình thấy vô á, học phải học cho vô chứ không học cho vô học chi phí vậy.
Chị Nhi ơi, em đã lỡ đầu tư khá nhiều vào chứng khoán, giờ em thấy lo quá, mất cái crash trên toàn thế giới luôn rồi, giờ em không biết phải làm sao. Chị có thể dự đoán kinh tế ổn lại. Tại sao mỗi lần tao thấy mấy câu này tao lại cười vậy? Tại vì tao muốn nói thẳng với tụi bay, mặc dù là tao hơi khốn nạn nhưng mà tao nói đáng kiếp cho mày chết, mày ngu cho mày chết. Nói rồi thôi chứ chị không có phải kêu nó ngu đâu. Chị chỉ nói là bây giờ em phải học cách để điều khiển cảm xúc của em, để em có thể sống sót được trong 4-5 năm tới mà em không có khùng em bán cái chứng khoán của em. Em hỏi chị là kinh tế thế giới nó ổn định lại hả? Đối với chị bây giờ cái từ ổn định nó là một cái từ rất là xa xỉ, bởi vì ổn định nó không có thiệt. Một khi em kiếm được nhiều tiền rồi, nó lại có những cái vấn đề mới nảy sinh để cho em phải tiếp tục đi làm, và nó là một cái vòng mà nó không bao giờ dừng hết. Cho nên chị không tin vô cái chuyện là ổn định hay là thế giới ổn định, kinh tế ổn định lại. Cái câu mà người Việt Nam mình hay nói là nhập gia tùy tục, hay là mình phải học cách để mình sống theo thời cục không? Cái mà kỹ năng mà tụi em nên rèn luyện và tụi em nên học, và đó là lý do tại sao chị khuyến khích mọi người đi học nhiều hơn là chỉ học trên online với chị qua YouTube, là bởi vì nếu như em lên YouTube mà em coi mà em có thể nấu được đúng cái món đó thì em đã có kiến thức cơ bản về nấu ăn rồi thì em mới nấu easy được vậy. Còn nếu cả cuộc đời mày chưa bao giờ chui vô bếp, không đường nào mày nấu được cái nồi bún bò giống như cái bà mà đang nấu bún bò trên YouTube mà mày coi hết á. Tức là đường nào em cũng phải trả tiền để học một cái kỹ năng nào đó mà người ta thành thạo vậy nó. Thậm chí em muốn đi học làm bác sĩ em cũng phải trả vô trường đại học để em học làm bác sĩ, đúng không? Tức là em trả cho cái sự thành thạo của một ai đó để em học. Thậm chí em muốn học làm phi công em cũng phải trả vô cái trường để học lái máy bay. Tức là em trả cho một ai đó đã thành thạo lái máy bay dạy cho em. Em muốn học để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, thậm chí bất cứ người vận động viên chuyên nghiệp nào trên thế giới đều cũng có cái coach riêng của họ. Họ không trả tiền, nhà nước cũng trả cho họ, hay là một cái nhà đầu tư nào đó trả tiền cho họ để họ học một cái kỹ năng nào đó. Thì ngày hôm nay em nói với chị là market crash là làm sao ổn định lại. Câu trả lời của chị là để cho em ổn định lại về cả cảm xúc, về cả tinh thần, về cả lý trí, về cả minh mẫn, về cả sự bình tĩnh. Tất cả những cái này em đều phải học. Tại vì nó là tiền của em phải học để em có kỹ năng để điều khiển tiền của em. Chị đã từng giải thích rồi, tiền nó giống như cục xà bông. Em lấy cục xà bông ra ngày nào em cũng rửa tay thì cục xà bông em hết. Nhưng mà nếu như em học cách để giữ cái cục xà bông em khô ráo và em không đụng đến nó, nhưng mà đến lúc em cần em vẫn xài được, nó cũng là một cái kỹ năng. Ngày hôm nay chị được như vậy không phải là tự nhiên ông trời đãi chị ra. Chị thông minh để chị biết bình tĩnh về cảm xúc, để giải quyết về tiền rồi vận hành doanh nghiệp. Tất cả những cái này chị tốn tiền để học. Chị lặp lại, chị tốn tiền để học. Có những cái thứ phải đi vô lớp chị mới dạy được, là bởi vì nó quá phức tạp. Người ta phải giơ tay hỏi, chị phải trả lời trực tiếp trong lớp. Những cái bạn mà học lãi kép với chị hôm bữa, họ biết cái lãi kép đó không mà chị dạy hơn 3 tiếng đồng hồ mà chị dạy không xong. Còn rất là nhiều bạn không hiểu nên họ phải vô lớp lại họ học tiếp. Chị có thể làm cho em một cái podcast 8 tiếng để dạy về lãi kép, nhưng nó không có vô đầu em bằng em ngồi trong lớp và em hỏi chị trực tiếp. Đó là cái sự khác biệt. Tại vì cái câu hỏi của em cho chị biết được cái trình độ của em. Cái trình độ của em cho chị biết được chị giúp em ở cái phần nào. Cho chị biết được chị giúp em ở phần nào thì em mới đi lên đúng cái con đường mà em cần. Có những người đi vô họ đã biết về tài chính, có những người đi vô họ không biết về tài chính. Có những người đi vô hoàn toàn 100% chưa bao giờ hiểu tiền là gì, tiền mặt là gì, dòng tiền là gì, tiền đi vô đường nào, đi ra đường nào, tài chính là gì, những cái tài chính cơ bản. Có rất là nhiều người người ta không học những cái đó. Khi đi vô đó họ đặt câu hỏi thì chị mới biết được em đang ở phần nào để chị có thể hỗ trợ em. Chị sao chị không dạy nó trên này luôn? Có, tôi dạy hết rồi. Mấy người kiếm hết những cái video về tài chính của tôi đi, tôi đã dạy rồi. Tôi khẳng định luôn là tôi dạy rồi. Tôi dạy cơ bản rất là nhiều rồi. Nhưng có những bạn học rồi người ta vẫn không hiểu thì người ta bắt buộc phải đi vô để hỏi chị trực tiếp. Market crash là cái chị dự đoán hồi năm ngoái. Tao không nhớ tao làm cái video ngày nào. Hình như là 6 tháng, hơn 6 tháng rồi đó. Đúng không? 6 tháng 1 năm gì đó chị làm video. Và theo chị biết hình như là cái video nó là cái video giờ đang là từ khóa top 1 trên Google hay sao á. Team của chị mới báo hôm qua. Đủ để cho tụi em hiểu. Chị Nhi đã dạy rất nhiều, chỉ là mọi người chưa sẵn sàng và chưa đủ trình độ để hiểu. Đến khi mọi người bây giờ đủ sẵn sàng và đủ trình độ để hiểu thì cái video đó nó đã là 1 và 2 năm trước. Và cái câu chủ yếu các bạn đọc được dưới những cái comment đó là: trời ơi, em ước chị em biết chị 1 năm về trước, trời ơi, em ước chị em biết chị sớm hơn, em ước chị em coi chị sớm hơn. Không có gì là ước hết á. Ông trời mà quăng cái video của Nhi vô háng mấy bạn á để nói với bạn là đủ rồi đó. Đây là chính là những người mà Nhi gọi là nghèo mà chảnh chó đó. Tao dùng cái từ vậy luôn á. Luôn thắc mắc về những cái người bên này, đó là tôi gọi là thịnh vượng. Thịnh vượng ở đây là bao gồm vừa có đạo đức rồi, vừa có tiền rồi, vừa có nhận thức rồi, vân vân đó, được chưa? Đầu tiên bạn phải phân biệt là cái tư duy nó sẽ quyết định đến chuyện bạn giàu hay bạn nghèo. Và như không cần biết các bạn ở đây nói: ơ mấy cái con đa cấp nó hay nói đó, kệ cha tụi nó,
tôi sẽ nói cho mấy người nghe tôi suy nghĩ như thế nào và tại sao đến giờ tôi vẫn tiếp tục nghĩ như vậy. Tại vì cái suy nghĩ đó nó giúp cho tôi giàu. Còn đa cấp nào nói cái đó kệ cha nó, miễn nó đa cấp nó nói cái đó mà nó nghèo kệ cha đó. Đó là lý do tại sao nó vẫn nghèo. Tại vì nói ai không nói được, nói rất dễ, nói tôi cũng có thể nói được, tôi Google làm sao để nói chuyện oan oan như là Tony Robbins, làm sao để nói chuyện như là mấy cái con đa cấp, làm sao để mà hùng hồn như tụi nó, nói rất dễ. Tôi bị mấy người đi học để giàu đâu ai đi đâu. Tại vì sao? Yếu có tin hay cho không? Không có, không phải tính tiền hết á. Giờ tôi cho không nguyên kênh này, bằng chứng này cho không nguyên kênh nè, hay coi, mày coi hết vô chửi, chửi như chó vậy đó. Ok, chúng ta sẽ quay đầu tiên tư duy nghèo của bạn xuất phát từ đầu. Và tại sao bạn nói những cái câu như vậy? Cho nên cuộc đời của bạn nó mới khác, cho nên bạn mới không thể nghỉ hưu được. Các bạn không thể nghỉ hưu được bởi vì bạn vẫn ở cái phía bên mà như gọi là nghèo mà chảnh chó đó. Sao mắc quá vậy? Phải không? Các bạn luôn hỏi câu vậy đó, sao mắc quá vậy? Nhiều tiền chừng này, nhiều tiền, ghét học. Tại sao tôi biết ghét học? Cái cách bà đặt câu hỏi là cái cách tôi biết bà ghét học, cái cách bà lười. Tôi biết hết, ông hay bà nào cũng vậy hết á. Nhìn cái thái độ sống là biết liền ghét học. Bằng chứng nè, chị tại sao chị nói em ghét học? Em ghét học, em đâu ngồi đây với chị. Mày ghét học nên mày mới không coi lại cái đống video của tao trước khi mày đặt câu hỏi. Còn cái đứa nó chăm chỉ học, còn cái con như tao đó, mày mà siêng học mày ngồi đây mày dạy rồi. Mày đâu có ngồi đó. Tao là tao quạt cho trong mặt luôn á, tao không nể nang anh ai nữa hết á. Thôi hoàn kém. Thôi hoàn kém bao gồm nhậu nhạc, cà phê, cà pháo, ra ngồi bấm điện thoại, chơi game, chơi mà MU, chơi Candy Crush, chơi ba cái trò với va với vẫn đéo có cái gì trong não hết á, mà chơi sáng tối bấm điện thoại, nói chuyện vô duyên thô lỗ, tán gái cũng không biết tán làm sao, sáng tối gửi hình cờ cho gái không à. Cái video đó tôi cũng làm rồi đó, đi qua đi, cờ của mấy anh bự chừng nào. Rồi sáng tối hả, chỉ nghĩ là con gái là cần mấy anh đế quốc để làm cho sướng. Rồi gì nữa? Sợ đầu tư. Dấu hiệu cho thấy bạn sợ đầu tư nè, bạn thấy ai mà chia sẻ học Nhi Lê đi, mày vô mày học đó đi, con nó dạy hay lắm, cẩn thận đó, coi chừng bị lừa đó, mày cẩn thận nó, ngay con đó đa cấp đó, mày biết gì chưa, mày có chắc không, nó thu tiền hả, đó mày thấy không, bởi vậy nên nó mới giàu đó, nó lấy tiền mày nên nó mới giàu đó. Sợ thay đổi nữa, sợ thay đổi rồi mình giỏi quá, rồi mình ngon quá, rồi ai yêu thương mình. Thôi giờ nghèo giờ dốt, biết được chừng đó thì tiếp tục chừng đó thôi. Đổ lỗi, ui tại ba mẹ em nghèo chứ em cũng được lắm chị ơi. Dạ, đổ lỗi. Xong đổ lỗi xong là gì? Thích xài nhưng không thích làm. Anh hứa với em hả là ít bữa anh giàu, anh dắt em đi mua đậm đẹp, mua đồ hiệu, mua Chanel, chờ đồ. Anh hứa với em ít bữa anh giàu, anh dắt em đi du lịch. Anh hứa với em ít bữa anh giàu, anh không phải lo cho ba má anh, không anh lo cho em, lo cho con em. Hứa rất dễ nghe mấy ông bà nội. Ok, hứa tôi cũng hứa được nữa. Tôi mới nói cái mỏ không à. Mất thời gian với những thứ vô bổ. Tới đây bà chấm hỉ, mình tự nhận thức đi. Mình tự nhận thức coi là mình đang ở đâu và tại sao nó kéo mình như vậy. Rồi Nhi sẽ nói cho bạn nghe, bạn phải biết lý do Nhi tư duy như vậy cho nên Nhi mới thành công. Và cũng bởi vì như vậy, Nhi có cái tư duy như vậy. Các bạn nghĩ từ cái giây phút Nhi nghỉ hưu là cái tư duy đó nó biến mất hả? Không, nó sẽ tiếp tục ở trong đầu Nhi. Bởi vì nhờ nó mà Nhi mới được như ngày hôm nay. Đâu phải ngày hôm mai tự nhiên ngày mai mày giàu rồi Nhi, rồi mày biến trở lại như một con điên lại. Đâu phải đâu các bạn. Đây chính là cái thứ lửa làm cho Nhi được như ngày hôm nay. Nó sẽ luôn ở trong người Nhi. Bởi vì nó mất thời gian để tập luyện, nó mất thời gian để mà hả nghiêm khắc với bản thân và kỷ luật. Các bạn không bao giờ thấy cái thằng nào mà đi tập tạ 6 múi xong rồi tự nhiên ngày mai nó 6 múi rồi cái nó ăn cho điên vô để nó béo phì lại, chưa bao giờ phải không? Bởi vì họ hiểu được cái hành trình leo lên nó cực như thế nào, họ sẽ không bao giờ phá hủy được cơ thể của họ. Đứa nào tập gym, tập tạ, tập võ gây ra cho tao nghe coi, đúng không? Họ không bao giờ làm những cái thứ mà ảnh hưởng để phá hoại cơ thể của họ. Và Nhi cũng vậy, Nhi sẽ không bao giờ làm cái thứ ngu để phá hoại cái sự thịnh vượng của mình. Đơn giản vậy thôi, cho nên đó là lý do tại sao bây giờ tôi rảnh, tôi lên đây tôi cho lại. Tại vì tôi đã, cái nết đó tôi đã ra, tôi đã có. Xong rồi tôi tập luyện, rồi tôi học, rồi tôi dồn thêm nữa. Bây giờ tôi có nó rồi, tôi đâu tự nhiên ngày mai tự nhiên tôi đang khỏe mạnh, tôi đang có tiền, tôi đang sung sướng. Tôi không thích làm hết hơi hết sức để giàu rồi chị Nhi, thôi phá bành chành. Cái đó có. Ok, cái đó có, cái đó gọi là self sabotage. Nhi cũng đã dạy về video self sabotage, các bạn có để đi tìm cái video đó. Có những người ta giàu xong người ta không biết làm gì với giàu hết, tại vì giống như trúng số vậy đó. Giờ ông trời cho may mắn nhưng mà bởi vì họ không có kiến thức là họ vẫn ở cái bên này nè, thì họ trúng số xong họ nghèo lại sau 3 năm thôi. Rồi các bạn hỏi chị Nhi vậy bên này là cái tư duy làm sao? Đầu tiên, Nhi sẽ hỏi là làm sao để mình có thể mua được cái này? Làm sao để đầu tư? Và Nhi hay dùng từ đầu tư hơn là mua. Và đầu tư này á, nó cũng đồng nghĩa với việc là cái đầm, cái váy. Làm sao để mình đầu tư mua được cái đầm này để xài được lâu nhất? Làm sao để mình đầu tư mua được cái nhà này để nó đem ra tiền cho mình? Làm sao để mình đầu tư vô cái kiến thức này để nó áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình? Làm sao để mà mình đầu tư được vô cái này khi mà nó tốn chừng này tiền mà mình phải tìm cách để tìm ra tiền để đầu tư vô nó?
đó là cái câu đầu tiên trong đầu của Nhi mỗi lần mà ai đó đến nói với Nhi là mắc rẻ này nọ. Nhi học từ sai lầm của Nhi. Nhi đã nói với các bạn Nhi sai rất là nhiều. Nhi không bao giờ đổ lỗi cho sai lầm của Nhi. Nhi không bởi sai lần đứng lên. Các bạn không chưa bao giờ thấy Nhi có viết sai, viết xấu trên này đi. Nhi cũng nói bạn xin lỗi ngay lần đầu. Coi lại video lần đầu tôi xài iPad với bây giờ đi, mấy người có phải cho tôi một tràng vỗ tay không? Tôi là một người tôi không có sợ sai. Tụi nó che, tụi nó kêu bà Nhi xấu này nọ. Video đầu tiên của tôi cũng gần chết vậy. Ok, coi video đầu tiên chưa? Có nhiều cái video tôi làm tôi như một cái con khùng, sợ camera, thiếu trải nghiệm, thiếu kiến thức. Tôi cho mấy người nhìn chành ảnh ra cuộc đời của tôi là hồi xưa tôi cù bắp chừng nào luôn. Tôi không có sợ sai, luôn luôn học hỏi, luôn luôn học. Tôi học hoài à, bằng chứng này mấy ông bà nội. Tôi không học, tôi lấy cái đất gì tôi lên đây tôi ngồi tôi dạy lại cho mấy người. Làm sao để tôi làm cho mấy người tỉnh táo ra, giúp người khác giàu như mình. Các bạn phải hỏi cái câu vậy nè, 8 tỷ dân trên thế giới, ai cấm các bạn giàu, ai cản các bạn giàu? Chỉ có các bạn không thích thôi. Ai cấm các bạn kiếm ra nhiều tiền hơn? Ai cấm các bạn học? Ai cấm các bạn phát triển? Không ai cấm hết. Không ai cấm hết, mình tự chọn. Đó là lý do tại sao Nhi nói cái người như Nhi, Nhi sẵn sàng đi giúp người khác. Nhi cho không luôn á, ai làm được Nhi cũng mừng nữa. Nhưng mà người ta lại không thích. Người ta thích vô gõ vậy nè, còn đó nó xạo lờ đó. Xong bạn hỏi họ là nó xạo cái gì, thì tao nói cho mày ngay là nó xạo đó. Tan tan, sự thật đó, thấy sự thật không? Bỏ thói quen xấu bằng cách nạp thói quen tốt. Những các bạn thân cận với Nhi, thư ký riêng của Nhi hiểu rõ một ngày của Nhi như làm cái gì. Sáng sớm Nhi tập gym tụi bay hơn trong đi. Tao chưa thiếu ngày nào hết á, ngày nào tao tập thể dục hết á. Ngày tao vui, ngày tao buồn, ngày tao bị, ngày tao đau bụng, ngày tao tiêu chảy, ngày con tao khóc, ngày bồ tao không có làm tình với tao, ngày nào tao cũng tập thể dục hết. Tao không có lý do ngoài biển, nhưng mà là chị ơi ảnh không có quất em buồn quá, thôi sáng nay em không có đi tập gym đâu chị. Hành động, tao luôn hành động. Tao không muốn mở, tao không hứa, tao nói là tao làm. Một là nói trước rồi làm, hai là làm xong rồi cho người ta thấy. Tại vì cái kết quả của bạn là cái lời nói nó mạnh nhất. Đầu tư rất là nhiều. Chị đầu tư không những cho chị không, mà chị còn đầu tư cho những người xung quanh của chị nữa. Chị bỏ tiền ra cho nhân viên của chị đi học, chị không có tiếc tiền với ai hết đó. Đối với tao hả, tao muốn tụi bay học và tao muốn tụi bay giỏi như tao. Giờ tao muốn những cái người học trò của chị phải hơn chị. Chị muốn rất là nhiều người khác, nhiều hơn là bản thân của chị. Chị muốn cho họ thành công, chị muốn cho họ giỏi. Chịu thiệt luôn, tao năn nỉ lại lục tụi nó giỏi luôn. Có nhiều đứa nó bỏ cục à. Và chỗ này ba chấm như cũ thôi, chứ không tụi nó lại kêu lại thấy ông nói về cái chuyện chị Nhi giỏi thì chị Nhi nói nhiều lắm. Nhưng mà chị Nhi không bao giờ mà nói về cái bên kia á. Tại vì tao nói bên này mày biết tụi bay biết cái chuyện gì xảy ra khi tao nói bên này nhiều không? Tự ái, cái tôi nổi lên liền. Mà Nhi cũng dạy cho các bạn cái tôi của bạn đến từ đầu. Kiếm video đó coi lại đi. Trong một video này thôi tụi bay thấy không, tao dạy một cái này không, một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ tao chỉ mới phân tích một cái chuyện nghỉ hưu không đó. Tụi bay nghĩ tụi bay muốn làm giàu hả? Làm giàu bằng cái con đường nào? Ngồi nội cái chuyện tính tiền ra coi á, nghỉ hưu này nè, mình cần bao nhiêu tiền nghỉ hưu? Còn không dám đối diện với bản thân của mình mà đòi làm giàu. Nhưng muốn hỏi thêm các bạn một câu nữa, các bạn đã ngồi xuống để ngồi ghi ra coi thử chi phí sinh hoạt của mình á, một ngày là bao nhiêu, một tháng là bao nhiêu? Các bạn đã bao giờ dám ngồi trung thực ghi ra chưa? Được chưa? Bên này ghi cái cột gọi là tiền vô, thu nhập. Nhưng muốn các bạn trung thực với cuộc đời của mình. Ôi chị ơi, em không bao giờ làm ba cái này á. Thu nhập của bạn là bao nhiêu mỗi tháng? Rồi chi tiêu, chi phí. Trong cái chi phí này, bạn phải cho Nhi biết được cái nào là chi phí có lợi, lợi nhuận đó. Còn cái nào là tiêu sản, để dành chỗ nào, tiền để dành đâu, tiền nghỉ hưu đâu, tiền lo cho vợ đâu, tiền lo cho con đâu, tiền lo cho ba đâu, tiền lo cho má đâu. Thấy tôi rất rảnh háng ở cái chỗ này nè mọi người. Tại sao tôi phải có trách nhiệm đi nói với mọi người là các bạn phải lo cho chuyện nghỉ hưu của mình? Tôi không cần phải nói cái đó luôn. Cái đó là cái chuyện mà mọi người sẽ nghe. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi chị Nhi. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Mọi người phải tự biết lo cho chuyện nghỉ hưu của mình đó. Không, bằng chứng nè. Thấy vô đây nó hỏi không? Hiển nhiên là em biết xài tiền của em rồi. Chị nói cái gì tháng lương em 7 triệu vô, chị nghĩ sao vậy? Em mà dốt em kiếm đâu được 7 triệu. Tôi không có nói tiền vô tài khoản của mấy người bao nhiêu. Tôi hỏi cái tiền đi ra, nó đang đi đường nào? Nó đã đi theo cái ống mà gọi là ống phân, và nó đi xuống và nhấn cái nước toilet nó trôi đi luôn á. Đó là cái lỗ hổng các bạn cần phải vá đó. Nếu mình làm công và áp dụng những kiến thức về tài chính mà chị đã dạy thì có thể có được cuộc sống thịnh vượng không chị? Em cũng làm thử làm chủ nhưng mà thấy mình phù hợp với việc làm công ăn lương hơn. Em cảm ơn chị. Chị đồng ý với em, nếu như em thử làm chủ rồi á mà em thấy làm công ăn lương á ổn hơn, chị nói thiệt, làm đi em.
chị có rất là nhiều bạn như chị nói là nhà khoa học, họ có bằng sáng chế, họ có giải Nobel luôn. Tụi em phải biết, thậm chí như một cái máy này đi chẳng hạn, bây giờ cái máy massage bắn súng, em phải biết có một ai đó chế tạo tất cả những cái thứ bên trong này. Họ là những người không có nhu cầu được quản lý con người nè, vận hành tài chính nè, tiền vô tiền ra, tiền vô tiền ra, tức là sao, tiền để mua cái nút này bao nhiêu, rồi tiền để in cái này bao nhiêu, tiền để mua cái cục này bao nhiêu, rồi khách hàng của họ, rồi bán cái này marketing. Có những người họ không có thích cái đó em, họ chỉ thích chế cái sản phẩm ra thôi. Ví dụ em đưa cho họ vấn đề, họ thích chế ra thôi rồi xong. Không có gì xấu cái em đi làm công hết, chị nói rồi mà, tại vì chị làm chủ, chị cần người làm công. Ai cũng làm chủ hết rồi, ai đi làm công cho tao? Nếu như em đã ra sứ mệnh của em không phải là đi làm công, đừng có thấy buồn về cái điều đó. Chị không có bằng lùi, hiểu chưa? Chị không bằng lùi, chị là một trong những người thầy mà rất thực tế cho tụi em. Chị không phải là một người ngu xuẩn mà đi lại đây nói với em là 100% tụi bay nên đi học và làm giàu hết đi. Tao không nói câu đó, chị nói rất rõ. Nếu như em cảm thấy em đang bất hạnh và coi hết video chị nghe em vẫn chưa hạnh phúc lên, mối quan hệ gia đình của em vẫn chưa tháo gỡ, chị nghĩ đã đến lúc em phải đi học trực tiếp. Tại vì học online không đủ thì em phải đào sâu vô, em phải đào sâu, em phải gặp thầy để cho thầy gỡ những cái thứ bên trong người em. Nếu như em cảm thấy cuộc đời của em tài chính nó đang bế tắc, em cảm thấy em càng làm tiền nó càng đi xuống, nó không đi lên, em cảm thấy không hạnh phúc, sức khỏe em đi xuống, tiền em đi xuống, thì đã đến lúc em phải đi học. Em phải gặp một người thầy trực tiếp để mà dẫn dắt em trên cái con đường định hướng rõ ràng. Đã qua rồi cái thời hồi xưa mình nói dạ em tự mò, em tự học, tự giỏi. Em chỉ có thể tự mò, tự làm sai. Được chưa, chị đồng ý. Mà chắc chắn trên cái con đường em đi, em phải học lõm, học lén của một ai đó để em à, mình bị sai cái khúc nào hồi xưa này, thấy người này làm khúc này được, ok mình sẽ bắt chước theo họ chẳng hạn. Thì em vẫn là học rồi. Ok, với em nói chị Nhi, nhưng mà học như vậy không tốn tiền, vẫn tốn cho em. Mỗi đồng, mỗi giờ, mỗi ngày của em trôi qua là mỗi cái số tiền em mất đi. Em mất đi từ chính sức lao động của em. Bánh bèo với lại ra vô dụng ghé vô nè. Hãy nhắm mắt lại và nghe rõ câu hỏi của Nhi Lê. Ngay bây giờ, ngay lập tức, ngày mai bạn mất việc, gia đình bạn có người đổ bệnh và vân vân, cái số tiền trong tài khoản hiện tại của bạn bây giờ đủ cho bạn sống được bao nhiêu ngày? Trung thực, không cần trả lời ở đây cho Nhi. Và nếu câu trả lời của bạn là chết mẹ chắc được có 1 tuần đó chị, cảnh báo đó, báo động rồi đó. Thiệt á, báo động rồi đó. Tại vì đó chứng tỏ cho thấy là mình quá kém về tài chính. Tại sao chị Nhi mở thêm cái kênh Ikigai? Tại vì có những cái bạn thực sự họ cần nhu cầu học tử tế. Có những người họ thực sự cần học một cái kiến thức đúng để mà họ có thể là không làm giàu đi. Có những bạn học cái khóa về tài chính với chị Nhi xong họ cũng nói: chị Nhi em học xong em cảm thấy em không muốn làm doanh nghiệp nữa. Trời ơi, em không hề biết làm doanh nghiệp là cực như vậy. Rất cực chứ em, làm sao mà dễ được. Làm sao dễ được, dễ thì nhiều người làm rồi. Chị chứng minh cho em thấy là con người mình nó né tránh cái chuyện tài chính với chuyện tình dục nhiều sao. Coi video của team mới cắt đi, nó cắt về cái chuyện nghỉ hưu, bạn cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu, bạn để dành làm sao để nghỉ hưu, rồi người giàu làm sao tiết kiệm để nghỉ hưu được. Không ai coi hết em. Hình như đâu có mấy trăm người coi à. Vậy chứ cái video mà tao la cái con bánh bèo đó là mày sáng tối cờ với lờ á, rồi cái video đó 500.000 người coi luôn em. Đủ cho tụi em thấy được là người Việt Nam mình, nhận thức của họ, họ chưa có hiểu được là má tiền là cái thứ xài mỗi ngày mà éo có muốn học, éo có muốn phát triển. Làm công hay làm chủ sướng hơn? Một câu hỏi mang tính chất là phải cái nào hơn cái nào. Nhi thì Nhi không thích cái nào hơn cái nào. Nhi sẽ nói với các bạn tại sao. Tại vì á, bạn không bao giờ mà thỏa mãn được hết, bạn không bao giờ mà có được cả hai hết á. Rồi, lý do tại sao bạn muốn làm công và lý do tại sao bạn muốn làm chủ. Tại vì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau. Giờ có người họ nói là chị Nhi em thích làm công bởi vì em thích sự ổn định. Có người nói dạ không, chị Nhi em thích làm chủ bởi vì... Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu định hình làm công là như thế nào và làm chủ là như thế nào. Rồi, đây mình cho bạn này là bạn làm công. Rồi, chúng ta qua đây cho làm chủ. Được chưa mọi người? Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt về cái chuyện làm công được lợi gì và làm chủ được lợi gì. Làm công, đầu tiên bạn có thời gian đi về nhà. Một ngày bạn chỉ phải đi làm ở 8 tiếng thôi. 8 tiếng làm. Rồi gì nữa? Nghỉ cuối tuần. Rồi gì nữa? Lợi ích của việc làm công cho người ta là cái gì nữa? Nghỉ phép. Rồi gì nữa? Nghỉ bệnh, nghỉ ốm. Bệnh. Rồi gì nữa? Được bảo hiểm.
Rồi gì nữa? Trợ cấp khi mà gia đình có người đẻ. Trợ cấp sinh nở. Rồi gì nữa? Cái lợi gì nữa khi mà bạn đi làm công? Ai có nhảy việc được, đúng rồi, nhảy việc. Rồi cái lợi khác nữa là gì? Sự ổn định. Ổn định tức là bạn chắc chắn ngày mai tháng nào bạn cũng có lương ông chủ bạn trả cho bạn đó. Rồi ngoài ổn định ra còn có gì nữa? Như mới nghĩ ra chừng đó à. Khi nào như nghỉ thêm như do các bạn. Được nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ ốm, nghỉ đau, ngày làm 8 tiếng. À, không phải lo quản lý nhiều người. Không phải chịu trách nhiệm nhiều. Được chưa mọi người? Rồi có thăng chức. Rồi này nọ nữa. Rồi ok, thưởng Tết. Rồi đó, vân vân. Rồi chúng ta tự dồn vô. Rồi cái làm chủ lợi là cái gì? Chúng ta nói về lợi trước rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái hại sau. Được chưa? Làm chủ là được tự do. Nói hẳn ra không thẳng tự do thời gian đâu, nhưng mà làm rất là nhiều, nhưng mà được tự quản thời gian. Tự quản thời gian. Cái lợi kế tiếp của làm chủ là cái ba cái nghỉ này chắc chắn không có rồi. Tự cho mình nghỉ. Giờ nếu mà bạn muốn nghỉ, tự cho mình nghỉ được. Rồi gì nữa? Bảo hiểm trợ cấp sinh hoạt. Mấy cái này không có nghe các bạn. Tại vì làm chủ là tự trả, cho nên đây là cái lợi là tự trả. Cho nên khi tự trả thì nó cũng có thể là tự trả cao lên, cao cho bản thân. Tại vì nếu như mà bạn tự trả cho mình mà bạn có tiền thì bạn sẽ trả nhiều hơn. Bạn sẽ dùng bệnh viện tư, rồi bạn sẽ đi ăn nơi ngon hơn, rồi vân va vân vân. Rồi gì nữa? Rồi không ổn định. Không ổn định ở đây như nói với các bạn là doanh nghiệp có lúc lên đi xuống hay không? Nó không có vững chãi. Có tháng bạn sẽ làm nhiều, thiệt là nhiều tiền. Có tháng bạn không làm được đồng nào hết. Và bạn sẽ phải cân bằng lại cái đó. Rồi cái gì nữa? Cái lợi của làm chủ nữa là được tôn trọng. Được nhiều người tôn trọng. Tại vì bạn có nhiều lính mà. Nhưng biết rồi, như thấy làm chủ được cái thằng đó à. Cái đó gọi là cái lợi à. Nhưng như nghĩ cái quan trọng nhất đối với người làm chủ đó là tự làm chủ thời gian á. Tự họ thích cái tự quản thời gian của họ. Được chưa? Bạn hỏi với Nhi về khổ. Cho nên sau khi Nhi phân tích cái được lợi xong, bây giờ Nhi sẽ phân tích cái mặt hại. Đó là mặt khổ. Nào chúng ta bây giờ sẽ qua cái mặt khổ. Rồi cái khổ của hai cái nhóm này nó cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như bạn ở cái tầng làm công thì bạn sẽ không tự quyết được. Đúng không? Có những cái gì mà cuộc đời của bạn không tự quyết được. Một số thứ trong đời bạn. Ví dụ như Nhi nói bạn phải dựa vô mức lương của sếp bạn cho bạn để mà bạn quyết được cái chuyện là bạn muốn ở nhà mỗi tháng trả tiền nhà bao nhiêu, rồi ăn bao nhiêu, rồi có tiền tiết kiệm đi du lịch không, rồi mua nhà to hay nhà nhỏ, rồi con mà học trường nào. Thì đó là cái bạn bị thiệt thòi, đó là bạn không có tự quyết được cái đó. Rồi có thể bị mất việc bất cứ lúc nào nếu mà bạn làm biếng và ông chủ đuổi bạn á. Nghĩa là có thể bị mất việc nếu sức khỏe bị ảnh hưởng chẳng hạn, bị mất đi. Rồi gì nữa? Rồi thế giới thay đổi thì bạn cũng có xác suất là cái nghề của bạn nó không còn hợp thời nữa. Ví dụ nghề không còn hợp thời. Đó, nghề không còn hợp thời. Ví dụ giờ AI nó làm nhiều việc cho bạn rồi nè. Rồi rủi ro gì nữa? Đó là bạn khó để giàu được bằng chuyện tiết kiệm từ đi làm công lắm. Nghĩa là khó giàu từ tiết kiệm đi làm công. Giờ rồi gì nữa? Thời gian bị phải theo khuôn khổ. Đúng không bạn? Phải theo khuôn khổ của sếp. Rồi. Rồi giờ mình qua bên làm chủ. Cái khổ của người làm chủ á, thì nó sẽ khác. Thứ nhất, cô đơn. Cái này như nói thẳng cô đơn lắm. Vì nhân viên bạn sẽ không hiểu là bạn đang làm cái gì. Cô đơn vì bởi vì bạn chọn nhiều thứ. Bạn biểu nhân viên bạn phải làm, hay là bạn định hướng cho nhân viên của bạn. Nhân viên bạn không có biết đâu. Tại họ làm công mà, họ chỉ làm tháng ăn lương thôi. Thấy chưa? Rồi phải chăm lo cho nhiều người hơn là gia đình. Chăm lo cho nhân viên song song với gia đình. Được chưa? Các bạn sẽ coi đây là ủa chị Nhi chuyện hứng nhiên rồi, chủ phải chăm. Em nghĩ chăm một người dễ lắm hả? Em về em chăm ba má em thôi, em đã nhức đầu rồi. Đây là em chăm ba má em chăm vợ con em chăm bạn bè em chăm đủ thứ người rồi. Xong em về nhà là xong rồi, em đi tới chỗ làm em phải chăm cả trăm nhân viên của em nữa. Được chưa? Chăm lo cho nhiều người là nhiều trách nhiệm. Chúng ta sẽ tới mặt này, đó là trách nhiệm cao. Trách nhiệm rất cao nghe mọi người. Được chưa? Khi làm chủ. Được chưa? Khi bệnh, khi đau, mất mát phải tự lo. Tại vì sẽ không có ai lo cho người làm chủ hết khi họ xảy ra những cái này. Ví dụ như họ mà nhập viện một cái á, là họ phải tự trả tiền cho họ những cái đó. Họ sẽ không có công ty bảo hiểm cũng như có sếp. Rồi ví dụ như công ty của họ không có đi lên đi chẳng hạn, công ty đi xuống, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chịu trách nhiệm. Rồi không có cuối tuần. Gì nữa? Không có nghỉ lễ 24/7.
làm. Các bạn sẽ hỏi chị làm chủ tại sao 24/7? Bởi vì bạn là người làm chủ, tất cả mọi người sẽ gọi và hỏi bạn rất là nhiều thứ. Đúng rồi, áp lực về nợ nữa, áp lực nợ, rồi áp lực từ khách hàng nữa. Rồi ở đây như cho các bạn nhìn thấy cái tổng quan của một cái sự chọn lựa, tức là bạn muốn làm chủ hay làm công là do bạn, được chưa? Nhưng mà bạn nhìn thấy đó, khi mà bạn đã quyết định mà làm công hay làm chủ thì bạn chọn cái cột bên này thì bạn đừng ngó quên bên kia luôn. Các bạn đừng có nghĩ là người làm công ngó qua, ui tôi ước gì làm chủ cho tôi đỡ khổ. Cái khổ nó chỉ khác nhau thôi, và như từng phân tích với các bạn rồi, cái khổ của bạn nó chỉ khác nhau chứ nó không có hết đi. Nó chỉ khác nhau tức là sao? Cũng một ngày 24 tiếng đó, cái khổ của bạn ở cái phía bên mà người ta làm công nó sẽ có cái nỗi khổ kiểu khác, cái phía bên làm chủ nó có nỗi khổ kiểu khác, nhưng cả hai đều bận và cả hai cùng làm rất là nhiều việc chung với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu và san sẻ với nhau, ok, và giúp đỡ lẫn nhau. Bạn là một người làm công tốt, chắc chắn ông chủ bạn sẽ trả cho bạn hậu hĩnh. Bạn là một người chủ tốt, nhân viên của bạn sẽ trung thành và ở lại với bạn lâu. Chúng ta là hai cái thái cực cần thiết cho cuộc đời của nhau. Không có ai đúng, không có ai sai hết, được chưa? Các bạn chỉ cần biết là mình muốn chọn bên nào thì mình phải stick với bên đó. Như có những người bạn rất là thành công, cũng chỉ đi làm công cho người ta cả đời thôi. Như có mấy anh bạn làm trong dầu khí á các bạn, hoặc là những cái nhà địa chất á, hoặc là những cái nhà khoa học chẳng hạn, cả cuộc đời họ được trả tiền để đi làm công cả đời, họ bay hết nước này nước kia để mà tìm khoáng sản, để mà tìm dầu mỏ, để mà cho mấy anh đục lỗ khoan thôi. Nhưng mà họ cũng tiền rất là nhiều và họ thích như vậy. Không phải người nào có kiến thức họ cũng có nhu cầu để quản lý con người hay là vận hành doanh nghiệp đâu. Tại vì quản lý con người và vận hành doanh nghiệp nó cũng là một cái nhức đầu kiểu khác các bạn ạ. Chị Nhi cho em hỏi, có nên giữ người làm việc không quá giỏi nhưng lại trung thành không chị? Công ty nhà em có cô kế toán làm từ lúc mẹ em còn quản lý, giờ thì mẹ em chuyển qua cho em quản lý trong vào lòng em. Vẫn 50-50 giữa giữ hoặc sa thải, em muốn tham khảo ý kiến của chị về khúc này. Chị không biết là tụi em có hiểu được cái chữ trung thành nó còn phải song song với cái chuyện họ hữu ích ở trong công ty em là bao nhiêu phần trăm nữa. Ví dụ như họ có thể rất trung thành với em và em vẫn có thể ổn để trả lương cho họ cái số tiền đó, và em có thể để họ qua một góc để làm những cái việc đơn giản và nhỏ hơn chẳng hạn, thì chị nghĩ là nếu như gia đình em đủ tài chính và doanh nghiệp em đủ tài chính thì em cứ giữ thôi. Nhưng mà nếu em nói là ngày mai nếu mà em phải giữ một người này rồi em phải sa thải 5 nhân viên khác mà chắc chắn đem tiền, tại vì đến một ngày em biết cái doanh nghiệp á nó cần tiền để sống, nó giống như máu trong cơ thể con người vậy, em hiểu không? Em không hít oxy để em tái tạo máu ra thì em chết. Doanh nghiệp nó là vậy. Và là một doanh nghiệp có nhiều hơn là cái sự trung thành, đó là những cái người làm chủ họ hiểu được, có nhiều lúc họ cũng thương nhân viên của họ, nhưng mà có nhiều lúc họ biết là thà họ để cho nhân viên họ đi làm cái chỗ khác mà thích hợp với cái khả năng của họ để họ sống sót còn hơn là ở chung với em mà chết chung. Cái này nó khó lắm bạn, hỏi như một cái câu như thế thì rất là khó, tại vì nếu như mẹ bạn giữ cái người đó lâu như vậy và mẹ bạn cho người đó ở trong công ty của bạn lâu như vậy thì người đó như là gia đình luôn rồi. Nếu như gia đình thì bạn sẽ không tính toán, một là bạn coi họ như gia đình luôn, bạn nuôi bạn không có tính nữa. Như nói ví dụ như chị giúp việc như vậy á, lúc mới đầu thì ở thì đúng là bắt đầu là bằng chủ tớ, tức là Nhi là chủ còn chị là nhân viên của Nhi, là người làm cho Nhi. Nhưng mà theo thời gian chị nuôi Eva từ hồi Eva 2 tuổi đến giờ Eva 7 tuổi là 5 năm chị ở với Nhi. Chị thương con Nhi còn hơn cả con ruột của chị, tại vì con ruột của chị ở Indo, chị ở đây, con gái của chị ở Indo và chị nuôi Eva, chị ở với Eva từ nhỏ, từ 2 tuổi đến giờ. Vô tình từ cái làm với lại ở chung một nhà trở thành gia đình. Nói thẳng ra chị giới thiệu, như hôm bữa bà bị trúng thực xong phải đi nhập viện cấp cứu vậy, vô như trả đóng tiền viện cho chị giúp việc. Nhưng mà như coi chị như là người nhà của Nhi, như không hề coi đó là à mày là giúp việc, mày lấy lương của mày, mày trả lại tiền cho tao không. Nhi không có thèm đòi luôn, tại vì á Nhi biết lương của họ đi qua đây làm đã rất là cực khổ rồi, mỗi lần nhập viện như vậy rất là nhiều tiền các bạn biết không. Mà Nhi có quyền đòi lại cái tiền đó, bởi vì ba ăn ngu mà, ai biểu bà đi du lịch chi, bà ăn ngu ngu xong bởi vì đó mới bị trúng thực. Và Nhi tốn nhiều tiền, nhưng mà đối với Nhi đó là gia đình là vậy đó. Gia đình là có những cái mà mình tốn tiền cho họ mà mình phải trả. Thì nếu như bạn nói người này trung thành với bạn và bạn coi họ như gia đình á thì coi như là đang nuôi thêm một miệng thôi, đừng coi họ như nhân viên để không có cảm thấy áy náy. Chị dành hơn 15 năm để phát triển sự nghiệp và gắn bó với công ty. Gần đây chị hơi tiếc nhiều khi chị cố gắng rất nhiều cho công ty nhưng lại quên phát triển bản thân. Nghe hai cái podcast của em trên Spotify, chị thấy em chọn được cả hai. Câu hỏi của chị là cách mà em vừa phát triển được bản thân hay chỉ chọn một trong hai? Cảm ơn nhì.
Lúc nãy Nhi đã vẽ cho các bạn cái cầu thang để leo lên bằng nhân tiện cái chị Lưu hỏi. Và em cũng là một người vận hành doanh nghiệp nên em hiểu rõ cái gì đang phân tích luôn. Em sẽ cho chị biết được cái khó của một người vận hành doanh nghiệp nó là cái gì. Sẽ đến một lúc chị mắc kẹt. Sẽ đến một lúc chị cảm thấy doanh nghiệp của mình ổn rồi. Nhưng mà doanh nghiệp của chị á, như em nói á, nó phải là cái mà chị vận hành từ xa, từ trên cao. Em nói ví dụ lúc em mới mở công ty 10 người nó sẽ khác. Nếu em mở công ty 10 người thì em có thể đứng ở công ty. Công ty lên 20 người cần phải có quản lý rồi đó. Công ty lên 100 người chắc chắn em không thể nào ở công ty được. Và đó là cái lúc mà chị phải đầu tư rất là nhiều tiền cho bản thân. Đó là lý do tại sao lúc nãy em chia sẻ về cái chuyện là em đã bỏ tiền rất nhiều hàng tháng để em được ngồi chung bàn với những người triệu phú khác trên thế giới hoặc là tỷ phú khác trên thế giới. Em bỏ rất là nhiều tiền để em đi ngoại giao và giao tiếp. Em bỏ rất là nhiều tiền để học, bởi vì em hiểu rất rõ là mình không thể chơi một cái cuộc chơi mà mình biết cái luật chơi trong cái công ty mình không. Tại vì mình phải biết cái luật chơi của thế giới nữa. Nói ví dụ chị đem đội tuyển của chị đi đá banh, hai đội tuyển phải cùng hiểu luật như thế nào là thẻ đỏ, như thế nào là thẻ vàng, như thế nào là mấy phút là đá, 45 phút, 90 phút, tất cả những cái đó đều phải học. Và cũng tương tự như với em, em cũng lên một cái tầng mà em cảm thấy doanh nghiệp nó phát triển nhưng mà nó bị mắc kẹt bởi vì cái người chủ như em. Cái này là mấy năm về trước chứ không phải bây giờ công ty em đang phát triển rất là mạnh. Lúc đó thầy của em mới nói với em một câu là cái vấn đề của mày là micromanage, mà em đã chia sẻ rất là nhiều về micromanage ở những cái kênh khác. Bạn không bao giờ được phép cướp đi ánh sáng của những người mà bạn muốn cho họ cơ hội để tỏa sáng. Em lặp lại, chị không thể nào mà chị ngồi miết trong công ty của chị và chị đòi công ty chị phát triển. Công ty của chị sẽ không bao giờ phát triển nếu chị không phát triển. Em lặp lại, công ty của bạn không bao giờ phát triển nếu như bạn không phát triển. Em luôn là người, em biết rõ 80% thời gian của em là đầu tư vô em trước, để cho em có thể cung cấp 20% còn lại cho cộng đồng, cho công ty, cho gia đình, cho người thân của em. Và cái công thức này em vẫn không thay đổi, bởi vì nó đang rất hiệu quả và nó hiệu quả. Và em phải nói là em biết ơn những người thầy của em, bởi vì họ dạy cho em cái này. Bởi vì họ nói cho em hiểu rõ là hồi xưa tao cũng trẻ như mày, nhưng mà thầy của tao dạy cho tao là công ty nó sẽ không chết, mày đã mở công ty thì nó sẽ ở đó với mày cả đời. Nhưng mà mày mà chết là công ty mày chết theo đó. Cho nên mày không được phép dốt, mày không được phép nản, mày không được phép mệt, mày không được phép xuống dốc. Mày phải luôn tìm cái người đã đi qua cái con đường đó rồi để mày học. Trong những cái lớp của em rất là nhiều anh chị là chủ doanh nhân có tiền, tiền nhiều hơn em luôn. Mấy ông bà học với tôi, mấy ông bà Việt Nam giàu thế, tiền nhiều hơn em luôn. Nhưng mà họ ấy chị vậy đó, họ mắc kẹt ở một cái tầng gọi là họ không hiểu cảm xúc của họ, rồi họ không hiểu tại sao họ tới đây, họ cảm thấy trống rỗng, rồi họ cảm thấy họ không duy trì được, họ cảm thấy hụt hơi, họ cảm thấy đuối sức vậy đó. Thì cái em nói đó là đôi khi em từ hồi lúc mà mình còn trẻ á, mình cứ bận làm không à. Nhưng mà mình làm nó là phía trên, mình quên đi mất cái rễ mình phải xây ở dưới. Mà cái rễ này là cho chị nữa, rồi cái rễ này là cho doanh nghiệp của chị nữa. Thế đó, nhiều người chị thấy gì là họ làm đến một thời điểm tự nhiên họ đóng cửa công ty ngang xương à. Là bởi vì từ đầu họ không có làm cái rễ đủ cứng, cho nên họ cứ kéo cái công ty họ lên vậy đó. Cái sức của họ một mình kéo, đến một lúc chị không kéo được nữa. Tại vì chị sẽ bệnh, chị sẽ già, chị sẽ yếu, con chị sẽ không có muốn take over gia đình, chị sẽ có chuyện nhân viên của chị nản, bỏ vân vân vân. Cái trách nhiệm của những người làm chủ á, đôi khi á, chị giống như cái foundation, em gọi là cái móng, cái nền. Nhưng mà chị cũng phải là người ở trên để mà chị đưa cho người làm với chị cái vision, cái đường lối để họ đi theo cái con đường đó. Rồi song song với cái điều đó, làm sao để chị giữ hòa khí, hòa bình ở bên trong đó. Và chị cũng phải để cho chị có năng lượng để sống, để thở, để còn có năng lượng để cống hiến lại tiếp. Cho nên sau khi em học hết tất cả và em biết cái công thức duy nhất không có tiền, nó không có lỗi, doanh nghiệp không có lỗi, bất cứ gì ngoài kia không có lỗi, mình hết. 98% mà bạn khám phá được bạn, những cái thứ còn lại nó rất là dễ điều khiển. Người Việt Nam mình đã qua một cái tầng mới, đó là các bạn không phải có tiền xong là đi ăn, đi uống, đi nhậu, đi nhạc chơi vui nữa. Như đã nói rồi, các bạn tới một cái tầng là nhận thức của người Việt Nam bắt đầu rất là cao. Internet giúp cho người Việt Nam mình bắt đầu đã hiểu là có nhiều thứ ngoài kia để học hơn. Là mình học ba cái thứ nhảm, cứ coi ba cái thứ mà đầu độc bản thân não bộ. Các bạn có công nhận, ví dụ như bạn coi một ngày 300 cái video mà về ăn rồi mobbing cái gì đó, tụi nó ăn cho cố vô trong mặt, hoặc là làm ba cái thứ xàm si đú nhảy nhót với va vẫn. Bạn coi báo ngày bạn cười vậy thôi, nhưng sau đó bạn không có thấy có một cái gì vô trong người bạn mà cảm thấy muốn sống tiếp hết á. Nhưng mà bạn chỉ cần nghe video của Nhi 1-2 cái video mỗi ngày, bạn nghe 1-2 cái, một tháng sau bạn thấy khác. Bởi vì những cái thứ này nó có thiệt, những cái thứ này bạn học, bạn nghe, bạn tiếp thu á, bạn thực sự thay đổi rất là nhiều. Và đây là cái mà em muốn nói những anh chị mà vận hành doanh nghiệp giống như chị Hiền Lưu á, đó là 15 năm phát triển doanh nghiệp, cái chuyện nản là bình thường, em muốn vậy. Doanh nghiệp nào cũng vậy, tới một cái lúc kiểu như là bạn không biết là công ty của bạn sẽ đi đâu cái tiếp. Tại vì bạn quá bận để bạn duy trì công ty của bạn xong rồi giờ đi đường nào. Em nó có trong đầu em cái dự định của công ty em 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm, 35 năm, 45 năm, thậm chí tới lúc em về hưu luôn. Trong đầu em đã vẽ rồi. Tất nhiên trên con đường em đi nó sẽ có chỉnh sửa cho nó thích hợp với cái môi trường cũng như kinh tế thế giới. Tại vì như em nói, cái mục đích em tiếp tục đi học và giao du với những người phía trên là để em hiểu được là thế giới nó đang ở đầu để mà mình chỉnh sửa doanh nghiệp của mình để nó thích nghi với cái thế giới. Mình không thể nào mà mình sống giống như mình không thể nào mình ở miết trong cái nhà của mình rồi mình cứ đoán là ngoài kia xã hội nó như thế nào, không được.
và đã làm chủ doanh nghiệp, bạn phải là người quan sát nó từ phía ngoài, giống như em hay ví dụ là tưởng tượng hồi xưa em lái cái xe hơi thì trong xe em cũng là 4 người nhân viên, thì em là người lái cái xe đó được. Nhưng mà bây giờ nhân viên của em tất cả 1000 người thì em bắt buộc em phải lái máy bay ở trên để em gọi điện thoại xuống dưới, danh ơi danh, cái đầu xe mà mày lái qua bên trái một chút, rồi cái đuôi sẽ có người sơn hay sơn, nhích cái đuôi qua phía bên phải một chút, làm sao để em có thể điều khiển được người ở dưới, tức là em phải ở trên cao hơn để quan sát, đúng không chị? Thì chị cũng vậy, chị ở trong một công ty 15 năm, chị bắt buộc chị phải đem chị lên cao hơn, và cách duy nhất để chị lên cao hơn tức là chị học cách để chị leo lên được cái máy bay đó, chị kiếm tiền để chị có thể ngồi lên được cái máy bay trực thăng đó, chị kiếm tiền để chị mua được dụng cụ để chị gọi điện, chị nói chuyện được cho nhân viên chị ở cái tầng đó, và tất cả những cái thứ đó là kiến thức, nó không có trên trời rụng xuống không ai dạy cho mình những cái đó hết á. Và đã kiếm ra được tiền nhiều rồi thì chị thừa hiểu sức mạnh của kiến thức. Ngày hôm nay chị làm được công ty 15 năm không phải tự nhiên mà chị có được như vậy. Em chắc chắn có người chỉ bày chị, khúc này khúc kia dạy chị, khúc này khúc kia sẽ có người bày. Không phải tự nhiên mà chị có thể, đối với chị lúc đó là của cái này gọi là kiến thức đó, có chứ. Người ta có lõm hổng lén, có đi vô ngó công ty người này người kia, ngó chút này chút kia, cái đó cũng là học, tất cả mọi thứ đều là học. Làm sai đứng lên làm lại cũng là học. Mấy bà Việt Nam giàu kéo ghế vô đây tôi nói ngay là tôi dạy mấy bà Việt Nam giàu nhiều lắm thì tôi nói ngay. Tiền mấy bà nhiều lắm, mấy bà không cần xạo với tôi đâu. Bớt một cái túi, bớt một cái xe hơi, bớt một cái nhà và bỏ tiền đó đầu tư vô trong người đi. Cái điều mà Nhi cảm thấy trân trọng nhất đó là mỗi lần học viên của Nhi nói là em nói đúng, bớt một cái túi, bớt một cái xe, bớt một cái nhà, bớt một cái di chuyền, bớt một cái đồng hồ đóng tiền học cho em, mà chị cảm thấy con chị thương chị hơn, chị cảm thấy chị với chồng chị nói chuyện được, bắt đầu nói chuyện được, chị cảm thấy chị yêu đời hơn. Chị không biết giải thích nó làm sao với em nữa, nó giống như là nhìn thì có vẻ vật chất nhưng mà không phải vật chất, có những thứ thiệt sự mình có thể mua và giải quyết được. Nhi không đáng nói ở đây là mọi người xem vậy, như vậy là mấy người có tiền đóng tiền như chị Nhi mới được mấy cái trải nghiệm này. Có, tụi em cũng được trải nghiệm đó mà, nhưng mà chỉ là tụi em không thể nào bì với những người mà được nói chuyện trực tiếp với chị Nhi luôn, nó sẽ khác. Và những người phụ nữ đó cho chị Nhi nhìn thấy là người phụ nữ Việt Nam mình có tiền nhiều, biết làm gì với tiền thôi. Nhiều, mấy bà giàu lắm, tôi gặp mấy bà tôi biết mà, có tiền mà diện không có sang là cũng bởi vì thiếu kiến thức. Hôm nay chúng ta sẽ được học về kinh tế theo cái tầm rõ ràng hơn một chút, kết nối với những cái bài lần trước như dạy cho các bạn. Tưởng tượng chúng ta ở trong những cái thế hệ khác nhau, thì thế hệ của cái cuộc đời này như nói các bạn, nó giống như gợn sóng vậy đó, đi lên đi xuống vậy đó. Ví dụ đây là cho năm 1930 đi chẳng hạn, đây là năm 1998 đi chẳng hạn, 2023, như nói ví dụ như vậy. Rồi những cái bạn mà ví dụ đẻ ở năm 2000 đi, các bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái chuyện mà những cái người khổ ở cái năm chỗ này đi, 1950. Các bạn hiểu được không ạ? Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được, đúng không? Rồi chúng ta sẽ lấy nó ra và mình phóng to nó lên chẳng hạn. Rồi thời điểm này thì con người ta đi bằng cái gì? Ví dụ như ngựa chẳng hạn. Như nó ví dụ vậy nhưng không nhớ rõ đâu nha các bạn. Người ta ăn cái gì? Rồi người ta kinh tế của người ta lúc đó là cái gì? Ví dụ như nó 1998 là cái nền thế giới nó bắt đầu, người ta bắt đầu dùng Internet đi. Cái năm này gọi là Internet đi. Các bạn sẽ nói chị Nhí khúc này là ảnh hưởng rồi khủng hoảng kinh tế thế giới. Rồi tại sao những cái nhỏ này nó lại ảnh hưởng đến cái lớn của cuộc đời bạn? Tại vì á, các bạn phải học để hiểu được á, cái nhỏ nó ra cái lớn. Ví dụ năm này ủng hộ ảnh hưởng kinh tế thế giới đi á, những cái năm kế tiếp, ví dụ như năm 2000, năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, những cái năm này gọi là cái năm đi lên lại, đúng không các bạn? Thì họ đi lên trong cái tình trạng là họ khủng hoảng kinh tế thì nó sẽ rất là chậm. Lý do tại sao Nhi kéo cái này cho các bạn để các bạn nói với chị Nhi, năm nay em đang khổ, cái khổ của bạn nó bắt đầu từ cái lúc bạn đẻ ra là từ đây đến đây. Bạn đẻ là bạn từ đây đến đây bạn khổ à. Bạn có biết cái khổ của bạn nó thực ra nó xuất phát từ đây đến đây, đến đây, đến đây, đến đây luôn nè. Tại vì nó đến từ đâu? Từ ông bà của bạn. Tại vì ông bà bạn nghèo sẽ đẻ ra ba mẹ bạn, rồi ba mẹ bạn lại đưa tiếp cho bạn. Cái khổ này nó bắt đầu từ cái giây phút mà nhà mình dốt, ông bà mình dốt, tổ tiên mình dốt, xong đến mình dốt tiếp. Đó là lý do tại sao mình khổ. Cho nên khi các bạn hỏi như một cái câu gì nhưng không thích trả lời cho các bạn ngắn gọn được, là bởi vì bạn chỉ đang đi tìm cái gốc cái ở đây thôi nè, là ngay bây giờ, now, bây giờ. Nhưng các bạn phải biết bây giờ là kết quả của quá khứ, đúng không? Ngày hôm nay bạn lớn được 20 tuổi là bởi vì bạn phải có cái quá khứ của 1 tuổi trước. Bạn không có cái quá khứ của bạn 1 tuổi làm sao bạn có bạn 20 tuổi. Đó là lý do tại sao như bắt các bạn học nhiều về kinh tế và tiền như vậy. Và đừng có nghĩ đơn giản học làm giàu, nó chỉ đơn giản là bà già dòng quá, bà Nhi ơi bỏ một cục tiền xuống rồi bỏ vô đâu để ra tiền. Không có bỏ vô đâu để ra tiền được, ngoài cái chuyện bỏ vô não mấy người hết á. Rồi Nhi sẽ phân tích tiếp cái chỗ chị Nhi vậy. Mục đích chị Nhi muốn nói cái này là cái gì? Ví dụ như Nhi bắt đầu học những cái kiến thức này từ sớm, ví dụ từ năm 2019 Nhi học, Nhi bắt đầu thực hiện mấy cái này rồi. Thì Nhi cách các bạn 5 năm. 5 năm này Nhi vừa học vừa làm. Thì cái kết quả của Nhi tức là bây giờ Nhi không khổ. Thôi dùng từ sướng đi. Thì cái sướng của ngày hôm nay nó là cái kết quả của những cái năm vừa rồi, khi các bạn đang bận đi ngủ. Bởi vì các bạn không có coi và không có học từ đầu, cho nên bây giờ các bạn ở cái trạng thái khổ, còn Nhi ở cái trạng thái sướng.
hãy học lại lịch sử, hãy tìm hiểu về kinh tế, hãy hiểu về tài chính, hãy hiểu về tiền. Chị Nhi, em xin ý kiến về con nhỏ em họ tiêu tiền hơi phung phí. Em nhắc nhở em ấy nói là lỡ mai chết rồi sao, em ấy nó nói là mai chết rồi sao thì xài hết đi, thì kệ nó đi em. Tao rất thích mấy đứa FOMO và YOLO, hiểu không? FOMO và YOLO là cái loại hình tao rất thích. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời của tụi nó đến khi mà tụi nó đến một cái độ tuổi mà tao gọi là em hút tường với lại em ăn đủ á, là em sẽ khôn ra. Tao rất là thích đem ví dụ tao với bạn trai tao, tại vì nó cũng từng là cái thằng vậy nè. Ui em ơi, anh muốn lấy cuộc đời gọi là đơn giản thôi, đời ngắn ngủi lắm. Tụi bay biết có một ngày đẹp trời tao ngồi tao kéo nó lại. Tụi em nghĩ tụi chị yêu nhau một cách dịu dàng và đầm thắm không? Tao là một cái con bà chằn. Tao là bà chằn nghe chưa? Cái thằng nào ở được với tao, tao phải nể thằng đó. Tại vì nó có sức chịu đựng rất là cao, và nó cũng phải đủ mạnh mẽ để nó chịu được một con như tao. Tao là một con bà chằn khi yêu. Tao không có vừa. Lúc nó mới quen tao, tao vẫn nhìn thấy được. Và ảnh không phải là một người như chị. Tao đã nói rồi, ảnh với chị là hai người hoàn toàn khác nhau. Ảnh không học những cái thứ này, ảnh không biết mấy cái thứ chị dạy. Ảnh là một người có một trái tim tốt, lương thiện, nhân hậu, dễ thương, đáng yêu, nhưng mà vẫn sống một cuộc đời như những người bình thường khác. Và cái câu mày vừa mới nói là đúng cái câu ảnh nói với tao luôn á. Ảnh lại nói em ơi, ngày mai chết rồi sao, em ơi anh nghĩ cuộc đời ngắn ngủi lắm, sống nay chết mai. Tại vì nó thích đi du lịch, để nó sẽ ghi mà thích đi du lịch, rồi thích vui, thích tiệc tùng, thích party, thích làm cho người này người kia vui vẻ hạnh phúc vậy đó. Cái lúc đầu mày biết Kim Ngưu rồi, rất kiên trì, tao cho đâu 3 tháng à. Sau đó tao kéo ghế lại, tao ngồi tao nói chuyện một đêm rất nghiêm túc. Và tao rất ít khi ngồi nói chuyện nghiêm túc với ai, tao để cho họ là họ. Mà một khi tao ngồi xuống tao nói chuyện nghiêm túc là tao phang vô mặt, tao nói em biết là anh thích sống cái cuộc đời của anh theo kiểu là nay đây mai đó, sống đâu cũng được, tương lai anh chưa biết anh muốn cái gì, anh không muốn cái gì. Cho nên em nghĩ cách tốt nhất là tao nói thẳng vô trong bản mặt nó là tao chia tay mày đó. Tức là chị nói thẳng như vậy luôn, nhưng mà tao không có nói theo cái đường đó, mà tao nói lịch sự hơn. Tao nói là em nghĩ là anh cần thời gian để khám phá anh là ai và anh thích cái gì. Tại vì á, em biết rõ em muốn cái gì, em biết rõ em muốn đi đâu, em biết rõ sự nghiệp của em sẽ đi về đâu, em biết cái con đường em đang đi, em biết được 3 năm tới em muốn cái gì. Có thể tất cả mọi thứ em muốn ông trời sẽ không cho em theo ý của em, ông sẽ cho thêm chút gia vị làm cho đời em khổ hơn, chắc chắn là để thử thách em, để coi em xứng đáng để có cái thứ em muốn hay không. Nhưng em chắc chắn với anh là em biết em không bao giờ muốn có một thằng đàn ông kế bên em mà sống một cái cuộc đời follow và YOLO. Và anh ấy frozen, tụi bé hiểu frozen không, kiểu đứng hình á, kiểu như đứng theo kiểu là tượng á, kiểu như ơi em ơi bình tĩnh lại đi, anh chưa hiểu chuyện gì, anh làm gì sai, anh ha, cái anh không làm gì sai hết, anh là anh và thật tuyệt vời khi anh là anh. Và em rất là kiểu em dành thời gian hẹn hò với anh là em cảm thấy là có một cái cuộc rất là thú vị. Nhưng mà em xin lỗi anh, trên cuộc đời này nè, trai mà tiệc tùng em không có thiếu. Chị lặp lại nghe, trai tiệc tùng em không có thiếu, bất cứ thành phố lớn mà em cũng có thể tìm được trai tiệc tùng cỡ như anh, được chưa? Trai mà chung thủy em cũng không thiếu. Tại vì nói thẳng, một cái con như chị đi ra ngoài kia kiếm một cái thằng chung thủy với chị nó cũng không có thiếu. Trai mà đến với em và nói yêu em và tán em và ngọt ngào với em cũng không thiếu. Nhưng đây là cái thứ em thiếu trong cuộc đời của em. Một thằng đàn ông đủ bản lĩnh để ở được với em khi em có ngày nắng, ngày mưa, có ngày kinh nguyệt, có ngày cảm xúc em đi lên đi xuống. Một thằng đàn ông có thể ở với em nếu ngày mai em phải ngồi xe lăn, em bị liệt, có thể doanh nghiệp của em bị phá sản chẳng hạn. Một thằng đàn ông có thể ở với em nhìn thấy vết chân chim trên da mặt của em và cảm thấy ổn với điều đó, và có thể sống được với em với những cái ngày tháng đó. Một thằng đàn ông sẵn sàng nhìn thấy em máu me, gớm ghiếc, con cái dơ giấy, bày nhầy đi tập võ, tập thể dục về và vân va vân vân. Một người đàn ông có thể đủ bản lĩnh ở với em để chịu đựng được những cái đó, thì người ta phải biết rõ người ta muốn cái gì. Người ta phải biết rõ cuộc đời này không có YOLO và FOMO. Cuộc đời này chỉ có chúng ta làm tốt nhất cái thứ chúng ta có, tập luyện kỹ càng, nạp kiến thức vô trong đầu, cũng như là sẵn sàng trải qua những cái biến cố trong cuộc đời này một cách trưởng thành nhất. Bởi vì chúng ta phải học để ở với nhau, để trải qua những cái biến cố đó. Và em cảm thấy anh không phải là cái người đàn ông đó. Tại vì có vẻ như anh vẫn đang rất thích làm một người đàn ông bình thường, tức là đi làm về rồi coi tivi, nằm dài trên sofa, ăn ngày 3 bữa rồi vậy thôi, hưởng thụ cuộc đời, đi du lịch. Và em không có nhu cầu ở một thằng đàn ông như vậy. 48 tiếng sau, tao nói 48 tiếng sau, tức là 2 ngày sau đó, sau cái cuộc nói chuyện. Và sau cái cuộc đó 48 tiếng là chị xác định là chị và anh chia tay rồi đó. Tại vì tao nghĩ tao nói chuyện kiểu đó, tao nghĩ không thằng nào ở lại được hết á. Tại vì chị đã nói thẳng, tức là cái giây phút chị đem cái cuộc nói chuyện mà FOMO với YOLO đó lên cũng là lúc chị xác định là lại một người nữa giống như anh ra đi khỏi cuộc đời của em. Nhưng mà không, thằng này nó cho chị nhìn thấy một cuộc lục xác ngoại ngục. Bởi vậy tao nói nhiều hồi sai ghi mình cũng khó đoán đó. Mình phải nhiều hồi mình phải bác gậy bữa vô đích nó rồi xong nó thay đổi vậy đó. 48 tiếng sau tự nhiên biến thành một người đàn ông khác liền.
Sáng sớm dậy, xếp đồ, chuẩn bị đồ đi tập thể dục với chị. Đi làm về dành thời gian cho con, không có đi nhậu nhẹt, bắt đầu mở máy tính ra học và đăng ký những cái lớp học online khác để mà cho cái nhu cầu cầu tiến của cái sự nghiệp của ảnh. Và chị lặp lại, những cái người mà em biết là người ta ở trong cuộc đời của em, họ đang FOMO với YOLO mà mày biết nó không phải là gu của mày, mày tiễn. Dù có là bà con cũng vậy, dù có là cháu chắc cũng vậy, dù có là con cái cũng vậy. Nói thẳng cho mặt họ là bạn thích sống như vậy thì kệ bạn, tôi không có nhu cầu ở với bạn. Được chưa? Bạn ở như vậy, bạn đi ở chỗ khác hoặc là bạn tránh xa tôi ra. Tại vì tôi thích ở với những người như vậy. Và nếu như những cái người đó có nhu cầu ở giống như tôi, welcome tôi vô cái cuộc đời tôi. Bạn không có nhu cầu đó, bạn có quyền đi ở cái cuộc đời của bạn. Bạn có quyền ở lười biếng, nằm trải thay ra ngày, làm 50 gói mì gói, ăn trát trát nhà cửa, dơ giấy bẩn thỉu, ở như một cái chuồng heo, kệ bạn. Được chưa? Tôi không có quan tâm, tại vì đó là cái sự lựa chọn của bạn. Tôi không có đánh giá, tôi chỉ nói tôi không muốn ở với một người như vậy. Còn nếu như em nói đây là em họ của em, không cần khuyên đó. Đó đâu có xin lời khuyên của mày, mày phải khuyên để cho họ sống cái của họ. Và nếu như đó là một trong những cái người mà em đang có, và thậm chí cái người đó là người thân của em luôn, em phải sẵn sàng cắt họ. Rồi sau đó bẵng đi 2-3 tháng sau đó, xong chị hỏi ảnh là anh cái động lực nào mà lúc đó tự nhiên nói với anh, cái nói là anh đâu có ngu đâu em. Em nói câu đó là anh biết ý em, em muốn chia tay anh rồi. Cái xong chị cười, cái chị kêu ủa rồi động lực nào mà cuối cùng ở lại. Cái ảnh mới nói với chị là bởi vì chị là cái người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời làm cho ảnh cảm thấy sợ nếu mà chị mất ảnh. Tức là chị nói những cái đúng chứ không phải là chị nói những cái thứ vô lý để cho ảnh cảm thấy cái lý do chia tay là vô duyên. Mà chị thật sự biết là chị muốn cái gì, cho nên khi chị nói vô mặt ảnh cái lý do là mày không thay đổi tao sẽ bỏ mày đó, không phải mày không phải là người tốt, chỉ là mày đi ra góc kia đi, mày ra góc kia mày phát hiện coi bản thân mày muốn cái gì, mày đi tìm hiểu coi mày muốn cái gì rồi mày quay lại mày yêu tao tiếp. Tại vì tao không chứa chấp một cái người đàn ông mà không biết họ muốn cái gì và đi vô đây mất thời gian. Và đối với Nhi đó là khi mà Nhi xác định rõ, và ảnh nói là vì lần đầu tiên trong đời ảnh nói là shaking, tức là ảnh nói là chứ bao giờ mà người con gái nào ngồi nói chuyện ảnh cái câu đó xong mà ảnh run lẩy bẩy, ảnh kêu là ảnh cảm được cái tim của ảnh và người ảnh run lẩy bẩy, nghĩa là ảnh sắp mất chị rồi đó nếu như ảnh không thay đổi đó. Và từ hôm đó đến giờ là tụi chị không còn cãi nhau về những cái này, bởi vì ảnh bắt đầu hiểu vấn đề là a à, ai cũng nói muốn ở với một cái con mạnh. Ai cũng nói muốn ở một người mạnh mẽ, một người giỏi giang, một người thông minh, một người đảm đang, một người kiên nhẫn, một người phụ nữ chăm sóc gia đình, vân va vân vân các loại. Nhưng mà họ không đủ bản lĩnh ở với những người phụ nữ này, bởi vì đơn giản là họ quá lười. Họ chỉ FOMO và YOLO thôi. Bởi vì những cái con như chị, tụi em nghĩ là lười hả? Chị phải bật 3-4 nút trong người của chị. Ngoài cái nút làm mẹ đó, chị còn phải đi làm chủ, chị còn phải đi kiếm tiền, chị phải nuôi con. Chị hơn một thằng đàn ông nữa thì lý do gì tao phải ở với một thằng đàn ông, ví dụ như vậy. Thì anh phải hiểu được là à, nếu như anh không thay đổi để anh ở được với một người như em, anh có quyền đi kiếm một cái con cùng tầng với anh. Tao bỏ nó vô vị trí của nó luôn, tao kêu đi kiếm cái con cùng tầng với mày mà ở. Tại vì mấy cái con mà ở cái tầng của tao á, tao sẽ đi làm về và tao sẽ nhìn một cái thằng đang nằm trên sofa và coi tivi. Đối với tao đó là cái ngứa mắt. Ví dụ như chị hồi xưa, hồi chị 20 tuổi, có thể chị nhắm mắt cho qua vậy. Thôi yêu thì bỏ qua đi, người ta có cái tốt cái xấu. Giờ tao không có đâu. Tao về mà tôi thấy nó mà nằm dài trên sofa mà coi tivi đó, tự động bật vậy. Em ơi anh làm hết rồi. Tụi bay sẽ nói chị Nhi như má họ vậy hả? Cái không, đàn ông mà không có cái động lực để mà đứng lên để đi tập thể dục, để ăn uống điều độ, để thăng tiến, ví dụ như nó mới được tăng chức chẳng hạn, được thăng chức tăng lương, về cái người đầu tiên nó cảm ơn đó là chị. Nó nói cả cuộc đời của anh, ngoài mẹ anh ra, anh chưa bao giờ cảm ơn người phụ nữ nào thứ hai mà đó là em. Tại vì em support, tức là em hỗ trợ anh nhiều nhất có thể để đi anh đi ra đường, để anh phấn đấu sự nghiệp. Tao giúp nó, giúp ở đây không phải là tiền, mà giúp ở đây là tinh thần. Người ta đi về nhà làm sao để em đẩy cho một người đàn ông, em nói anh có thể làm hơn như vậy, tại sao anh nhún nhường vậy. Chị bay cho ảnh để ảnh trở thành một người leader tốt hơn, một người sếp tốt hơn, một người đàn ông vững chãi hơn cho xã hội. FOMO với YOLO sẽ không bao giờ làm được cái điều đó cho em. Tại vì mấy cái thằng FOMO với YOLO là sau giờ làm nó đi về nhà nó làm gì? Thay vì nó nạp kiến thức vô đầu nó làm gì? Đi nhậu, đi uống, đi xỉn bát nhà, đi nói xấu ông sếp, đi nói xấu bạn đồng nghiệp, rồi đi lê lết, đi kiếm gái quất, về nhà 12-1 giờ sáng, xong sáng ngày hôm sau lại đi làm, ngày nào cũng như ngày đó. Đó là FOMO và YOLO đó. Bạn nghĩ một người như vậy so với một người đàn ông mà họ đi làm về, họ ở với một người phụ nữ như chị. Chị biết chị rất là nghiêm khắc, chị cũng biết chị rất là kỹ lưỡng chẳng hạn. Ta lặp lại, đàn ông hay đàn bà cũng vậy. FOMO với YOLO là mấy cái đứa cho nó ra một mình, nó ngồi một góc. Đừng có thay đổi tụi nó. Tại vì ông trời ông cũng sẽ dạy cho tụi nó một bài học. Tụi bay không cần phải vô dạy làm cái đách gì hết á. Có một ai đó sẽ dạy cho tụi nó. Tụi bay đừng có lo về cái đó. Sẽ có một ai đó dạy cho tụi bay. Sẽ có một ai đó giúp cho tụi bay hiểu được là tại sao chúng ta nên và phải bắt đầu tập trung vô bản thân để học những cái thứ để chúng ta không có làm cho cuộc đời mình đi xuống. Và chị thay đổi rất là nhiều người xung quanh chị, chứ không phải bạn trai gì không đâu. Đó là chị cho họ nhìn thấy được là
Nếu bạn chọn làm những điều khó hơn, cuộc đời bạn sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn chọn làm những điều dễ dàng, cuộc đời của bạn ngày càng khó khăn. Nếu ngày nào bạn cũng chọn những cái điều dễ, ví dụ như ra đường bạ đâu ăn đó, ngủ nướng, ngủ thêm, không tập thể dục, không đi ra học thêm, không kết bạn, lên trên cao, thì cuộc đời bạn, bạn chọn những thứ dễ dàng như vậy, thì ngày nào bạn cũng chật vật với cái chuyện là tại sao mình không có thêm tài chính, tại sao mình không có thêm những người chất lượng. Còn nếu như bạn dám làm những điều khó hơn mỗi ngày, ví dụ thức dậy sớm hơn, đi tập thể dục, rồi ăn uống những cái chất dinh dưỡng, rồi đi gặp những cái người giỏi hơn mình, bỏ cái tôi xuống, khiêm tốn xuống để học, rồi đi tới những cái chỗ mà mình phải học cái ngành nghề của mình, hoặc là phát triển bản thân mình lên, thì sau đó bạn sẽ có cái cuộc đời nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn. Bạn chọn khó trước thì bạn có cuộc đời dễ dàng sau, còn bạn chọn dễ bây giờ thì cả cuộc đời của bạn khó khăn. Không có FOMO YOLO gì ở đây. Đây là lần cuối tụi bay hỏi mấy cái câu FOMO với YOLO nghe chưa. Mấy đứa FOMO với YOLO cho nó qua cái góc đó nó ở, cái nó không liên quan với tới tụi bay. Rửa tiền là gì vậy chị Nhi? Em chưa được hiểu tại sao tiền phi pháp lại chuyển thành tiền hợp pháp được, mong chị giải thích. Trời ơi, tao không biết cái này mà tao còn được dạy trên YouTube nữa luôn á. Tao không biết nghe, lỡ bay kênh là do mấy đứa nó hỏi nghe. Rồi, từ từ để xem màn hình trước cái đã. Từ nghe, 30 giây nghe. Đầu tiên chúng ta phải nói đến chuyện là rửa tiền không phải là lấy tiền nhúng vô nước rồi bật bật máy giặt lên giặt, được chưa? Nó không phải như vậy. Các bạn ở Việt Nam thì các bạn sẽ biết là có những người người ta buôn lậu và buôn chất cấm. Buôn lậu và buôn chất cấm là cái gì thì các bạn biết rồi. Những cái thứ mà ví dụ như công an Việt Nam kêu không được làm mà bạn làm chẳng hạn. Ví dụ như không biết ở Việt Nam là buôn bán cái gì, nhưng ở Sinh như nó, ví dụ ở Singapore, cái chất cấm ở Sinh là thuốc phiện, đại loại cái gì phiện nó cũng bị hết. Ví dụ bán cỏ, đá, bán heroin, bán thuốc trắng, bột trắng, đại loại cái gì liên quan đến nghiện ngập ở Singapore thì nó không được phép. Thì nó không được phép thì cái này người ta gọi là đồ cấm. Rồi khi bạn bán đồ cấm á, thì cái cách người ta giao dịch với đồ cấm làm sao mấy bạn? Bằng tiền mặt, đúng không? Thì các bạn sẽ thu tiền vô bằng tiền mặt. Rồi khi bạn có tiền mặt mà bạn đâu có thể nào ôm một cục tiền mặt nhiều như vậy được, thì cái tiền mặt này á, bạn cũng không có bỏ vô trong tài khoản ngân hàng được. Tại vì ngay lập tức ở Singapore, bạn mà bỏ tiền mặt vô trong tài khoản mà quá nhiều nó sẽ báo động đỏ, và ngân hàng nó có thể khóa tài khoản của bạn và công an bắt đầu điều tra. Thậm chí ở Sinh luật nó mạnh tới độ mà bạn không được đem tiền mặt đi mua nhà luôn. Mua nhà, mua đất ở Sinh bạn phải chứng minh tài khoản của bạn là hợp pháp, tức là doanh nghiệp của bạn tiền ở đâu vô, tiền ở đâu ra. Mới có vụ rửa tiền lớn nhất ở Sinh mà mới bị bắt xong, các bạn có thể Google, mới có hình như là 2-3 tuần về trước à. Lớn lắm. Nên ở Sinh là một trong những đất nước mà bạn không có, bạn khó để rửa tiền được lắm. Nhưng mình sẽ phân tích cơ bản để cho các bạn hiểu rồi. Khi mà bạn bán đồ cấm bán ra thì bạn phải có tiền vô. Bán ra thì tiền vô, có tiền. Rồi khi bạn có tiền như vậy á, bạn làm gì mà không làm được gì hết, đúng không? Bạn phải làm sao để cái tiền này thành hợp pháp, bạn mới bắt đầu thuê người đi chẳng hạn. Thuê người mở công ty, thuê người. Rồi bạn thuê người mở công ty cho bạn, cho là giám đốc A đi, rồi giám đốc B chẳng hạn. Đó. Rồi cái người này thì tất nhiên là họ được trả lương đường hoàng, rồi họ có bảng lương, rồi họ mở công ty, rồi họ có giấy phép đường hoàng luôn. Rồi giám đốc A, giám đốc B đi. Rồi trong cái giám đốc này á, người ta sẽ mở, ví dụ như họ mở một cái tiệm bán rượu. Ví dụ như tiệm này là tiệm bán rượu, mà bạn biết ví dụ rượu mạnh mà rượu nhập nước ngoài về đi chẳng hạn, mà cái tiền rượu mà bạn biết một chai rượu mà cỡ $1,000, $2,000 mấy cái này nè, 2,000 kiểu vậy đó, là bạn thấy ủa ai mà có tiền mà ví dụ như đầu lương ít tiền đâu mà họ đi mua mấy cái này. Thì những cái người mà họ thuê người, họ bán, họ mở một cái công ty như vậy, cái xong họ nói là khách vãng lai, họ sẽ dùng cái từ này là khách vãng lai. Họ cứ để đó, mỗi ngày họ báo vô là tài khoản ngân hàng này là ngày hôm nay họ có 5 khách mua rượu, 6 khách mua rượu, 10 khách mua rượu làm gì đó. Thì từ đây nó trở thành một cái công ty thôi. Thì cái công ty này nó báo cáo là nó tiền đó là tiền sạch. Đó, vậy thôi, đó là nguyên tắc của rửa tiền, nó rất là đơn giản như vậy đó. Là bạn lấy những cái tiền phạm pháp, bạn bỏ vô một doanh nghiệp xong rồi bạn biến nó thành tiền sạch. Đó là lý do tại sao Nhi nói với các bạn là cả cuộc đời Nhi ghét nhất là những cái người mà lợi dụng tiền người nghèo khác xong rồi làm giàu cho bản thân. Tại vì cái chuyện nội bán đồ cấm này thôi, các bạn phải biết là
họ chỉ bán cho người nghèo với người dốt thôi. Còn những cái người mà họ giàu có và họ có kiến thức và họ có nhận thức á, họ sẽ không bao giờ bỏ những cái thứ đó vô người hết á, tại vì họ hiểu được là họ bỏ vô người là họ chết. Họ còn muốn sống để mà họ làm điều tử tế. Và Nhi không có lên án họ, nhưng chỉ phân tích cho các bạn là chỉ là cái cách Nhi sống khác với người khác. Nhi không khuyến khích các bạn làm những cái điều đó, mặc dù như vậy cho các bạn để các bạn hiểu khái niệm thôi. Và cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó hết. Khái niệm cơ bản của nó là như vậy. Nhưng mà đến một ngày khi mà doanh nghiệp của bạn lớn lên, công an nó sẽ rờ gáy, nó sẽ nhìn làm gì cái tiệm, ví dụ như ở sân nó có người tới tận cái doanh nghiệp luôn á, để nó ngồi phía trước nó xếp hàng nó ngó coi là bà này có khai đúng không, đỡ có khai thiệt không hay là khai xạo. Ví dụ như bạn vô một cái shopping mall tiếng Việt là gì, trung tâm thương mại đi, mà bạn thấy cái tiệm đó không bao giờ có khách hết, mà bạn thấy nó ở đó nó có thể trả tiền mặt bằng mà loại A mà phía trước luôn, là các bạn biết là rõ ràng rồi đó, tức là nó mở chành nành đó để rửa tiền thôi, tức là nó không có khách, làm sao nó có thể duy trì miết được như vậy. Làm sao để nhanh giàu được chị ơi, trời đi cướp ngân hàng đi em, nó chơi đó. Nó ngại rồi đó, nó nói trời chị Nhi suối em đi cướp ngân hàng. Em đi hỏi một cái câu thiết thực hơn, đó là em muốn giàu để làm cái gì. Tại vì giàu nhanh á thì nó không có cách đâu, nhưng mà nếu em hỏi chị giàu từ từ làm sao thì chị có thể bày em được. Còn em nói giàu nhanh chị sẽ không bày em được, tại vì chính chị còn không có giàu nhanh được thì làm sao chị bày em được. Không có một người giàu nào trên thế giới mà giàu nhanh hết á. Em nhìn những ông tỷ phú thế giới giờ bao nhiêu tuổi, năm mấy, 60, 70 hết rồi, đúng không? Thì làm sao mà em có thể giàu nhanh được. Cái câu hỏi bây giờ chị muốn đặt hỏi ngược lại, em muốn giàu để làm gì? Bao nhiêu tiền là giàu với em? Bao nhiêu tiền là đủ? Bao nhiêu là đủ? Tại vì có những người, người ta nói mỗi tháng em 5 triệu là em đủ rồi chị. Có người, người ta nói 10 triệu. Chị nói ở đây giàu không phải là một lố tiền trong ngân hàng một lúc nha. Cái chị đang muốn nói là em giàu của em có nghĩa là mỗi tháng em cần bao nhiêu để em đủ sinh hoạt cho em, đủ lo cho gia đình, đủ ăn uống. Đừng có bây giờ đang làm lương tháng 2 triệu mà bùng phát nói chị Nhi em muốn làm lương tháng 100 triệu, không có đâu em. Cái gì nó cũng phải lên từng bậc cầu thang hết á. Lúc chị qua cũng vậy, chị đi làm từ mấy trăm đô lên ngàn đô, rồi lên 2.000 đô, rồi lên 3.000 đô, rồi lên 5.000 đô, rồi lên 10.000 đô. Nó không bao giờ một đêm mà em từ làm 800, 900 đô xin mà em lên một phát 10.000 hết. Em hiểu với chị không? Thì cái câu hỏi ngược lại của chị là em phải ngồi xuống em viết ra cái expenses, cái tiêu xài của em mỗi tháng là bao nhiêu. Em mỗi tháng em cần tốn bao nhiêu tiền. Đừng có hoang phí nói chuyện à tháng này em muốn mua điện thoại, tháng sau em muốn mua xe hơi. Mấy cái đó không được đâu nha em. Nghe chưa? Phải ngồi ra ghi rõ. Nó giống như cái GPS vậy ạ. Em muốn đi từ A tới B thì em phải biết được B là cái điểm ở đâu. Ví dụ như giờ em muốn đi từ Đà Nẵng vô Sài Gòn thì em biết được ba con đường. Em có thể đi xe buýt, em có thể đi máy bay, em có thể đi bộ, đúng không? Giờ em chọn đi con đường nào là tùy em. Đi máy bay thì nó nhanh hơn nhưng mà nó sẽ tốn kém hơn. Nếu em có tiền thì em đi máy bay. Xe buýt thì nó lâu hơn nhưng mà em có thể ngắm ngoài trời, ngắm mây, ngắm gió, hưởng thụ thiên nhiên xung quanh, ngủ trên xe cũng có cái em thích đó. Tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Em mong muốn 10.000 em làm gì với 10.000 một tháng, em phải ghi ra. Em phải ghi ra chứ, em chỉ ghi em muốn 10.000, 10.000 ai cũng nói được hết á, đúng không? Em muốn 10.000 để làm cái gì, rồi từ em để làm cái gì đó, rồi cái làm đó nó đó là cái em muốn hay cái em cần. Tại vì cái em muốn nó khác cái em cần, có khi cái em muốn lại là không phải là cái em cần. Em muốn 10.000 đó để làm cái gì? Có khi cái em cần em chỉ cần ngày ba bữa. Tại vì khi mà em muốn 10.000 đó em phải trả giá cho cái chuyện đi làm 10.000 nha. Người đi làm 10.000 em không có thời gian để mà yêu đương. Đừng có nói chị em muốn làm 10.000 nhưng mà em cũng muốn có bạn gái nè, em cũng muốn có con, em cũng muốn có nhà, em cũng muốn có thời gian đi du lịch. No. Ai cũng phải trả giá hết. Chị cũng vậy, chị cũng phải trả giá. Khi mà chị làm ra càng nhiều tiền chị biết cái giá chị phải trả. Và trước đó chị đã xác định là chị chọn theo con đường đó rồi nha. Chị sẽ kể cho các bạn một câu chuyện rất là gần đây. Tại vì bạn trai của Nhi với Nhi luôn có những cái cuộc nói chuyện rất là sâu. Như gọi là sâu, tức là có chiều sâu đó. Được chưa? Chứ không có phải nói cái chuyện là quất quất không mà. Cuộc đời nó nhiều hơn là quất. Và ảnh cũng quen Nhi được một thời gian rồi, gần 8 tháng. Và ảnh tất nhiên là bởi vì ảnh gần gũi với Nhi, ảnh nhìn thấy cách Nhi xài tiền, ảnh nhìn thấy cách Nhi vận hành doanh nghiệp, ảnh nhìn thấy cách Nhi chăm con, ảnh nhìn thấy cách Nhi lo cho đội nhóm và team của Nhi.
còn ngưỡng mộ mình, song song với cái chuyện mình là bạn gái của họ thì họ ngưỡng mộ mình ở cái phương diện là hai con người, nếu tách cái chuyện yêu đương ra, đó là một con người mà làm cho họ cảm thấy là wow, cái người phụ nữ này đẹp ở bên trong linh hồn của cổ quá, và mình muốn học thêm từ cổ. Đó là cái cách ảnh sống với nhỉ. Thì ảnh là một người rất mê du lịch, rất là thích đi du lịch, một năm ảnh kiếm được tiền bao nhiêu là ảnh đi du lịch hết á. Các bạn nói với Nhi quen bạn trai, Nhi có ý kiến về chuyện chị không quan tâm em, đó là tiền của ảnh thích làm gì đó và ảnh là làm. Chị đã qua cái tuổi mà yêu đương là anh xài tiền anh không tiết kiệm, anh về già anh rồi rồi sao không. Nhi đã từng kết hôn luôn rồi. Nhi là một người rất relax, tức là Nhi rất là thả lỏng trong một mối quan hệ. Nhi tôn trọng họ bởi vì đó là chính họ. Nhưng mà các bạn nói ngày mai anh có chuyện gì, Nhi có nuôi anh không? Không, đời của mày mày phải tự lo. Mày không lo được cho tao thôi, tao phải đi lo cho mày ở đâu ra. Và đó chính là cái mà chị biết, nó giống như cái chung cảnh tỉnh cho ảnh vậy đó. Ảnh ngồi và hút xì gà và uống whisky với chị và hỏi chị một câu. Đó là anh rất là muốn tạo thêm nhiều ký ức với em. Và cách để tạo ký ức đó là anh rất là muốn đi du lịch với em. Nhưng mà em quá chi là bận, ngày nào em cũng bận rộn. Và anh cảm thấy rất là ích kỷ nếu mà anh xin thời gian của em để đi du lịch với anh. Nhưng mà anh cũng tò mò muốn hỏi là tại sao em lại không thích đi du lịch, và tại sao em chỉ thích đi làm. Ok, và chị mới nói với anh một câu vậy nè. Anh có nhớ anh từng chia sẻ với em là không cần biết, đối với anh du lịch là quan trọng. Du lịch quan trọng tới độ mà anh sẵn sàng anh ngủ ngoài đường, anh ngủ vỉa hè, anh ngủ cá nhà bạn, anh đi ăn chỗ rẻ. Ví dụ như anh có cỡ 10 triệu anh đi du lịch, đối với anh như vậy anh cũng vui. Có nó nói ừ, nó chia sẻ vậy đó. Cái chị nói ok, đó là cách anh sống. Nhưng mà em xin lỗi, cái cách em sống á, đó là em không thích đi du lịch ở cái chỗ rẻ, em thà đi, em đi cho tử tế. Giờ em không thích đi vô cái chỗ mà em bệnh tật xong rồi em đổ bệnh, em không có đi vô được bệnh viện. Cái đó có thể anh nói em chảnh, nhưng đối với em không chảnh. Em chỉ chịu trách nhiệm về bản thân em và sức khỏe của em và cơ thể của em. Em sẽ nói với anh tại sao ngày mai con Nhi này mà chết á, ok, mấy trăm con người ta, cái miệng của họ á, họ chờ lương của em mỗi tháng, họ cũng sẽ đi củi theo em. Và là một người chủ có trách nhiệm, em phải hiểu được sức khỏe của em quan trọng như thế nào khi em đi du lịch. Điện thoại của em phải luôn luôn sẵn sàng để em bắt máy khi mà nhân viên của em cần sự giúp đỡ của em. Ok, em chưa tới một cái tầng làm chủ mà em bỏ hẳn nhân viên của em nửa năm trời và tất cả mọi thứ đều ổn. Em chưa tới cái tầng đó. Và anh nhìn thấy tất cả những người giàu trên thế giới á, để tới cái tầng đó họ cũng phải 50 mấy 60 tuổi à. Giờ để cho nhân viên họ tự đứng trên đôi chân của họ, em chưa có sẵn sàng tới cái lúc đó. Rồi chị phân tích tiếp cho anh nữa, đó là đúng, em đã xong cái chuyện để dành tiền, em nghỉ hưu, em lo xong cái chuyện đó rồi, em lo được cho con cái em rồi. Nhưng mà em chưa có sẵn sàng để bỏ con em đi một tháng và anh chỉ để đi du lịch, và con em ở đây với chị giúp việc và với cô giáo. Và Nhi nói với các bạn ngay từ hồi Nhi đẻ Eva đến giờ, Nhi chưa bao giờ bỏ Eva quá một tuần. Tại vì sao? Một tuần đó là Nhi đi làm thôi, đó là Nhi bay đi nước ngoài là Nhi mới không có gặp Eva thôi. Nhi chưa bao giờ không gặp con Nhi quá một tuần. Lý do có một thứ Nhi không bao giờ lấy lại được, đó là cái ký ức của Nhi với con, đó là tuổi thơ của con với Nhi, và đó là những cái trải nghiệm hai mẹ con mà Nhi trân trọng hơn là cái chuyện đi du lịch, hơn là có tiền. Các bạn sẽ nói chị Nhi sao không dắt Eva đi du lịch. Eva nó tới cái tuổi mà nó chỉ thích có bạn, nó chưa có biết hưởng thụ thiên nhiên, nó chưa có biết hưởng thụ cảnh đẹp, nó chưa có biết hưởng thụ những cái thứ như Nhi. Một ngày nào đó khi nó tới cái tuổi đó nó có thể hưởng thụ. Các bạn 7-8 tuổi các bạn nhớ con hồi nhỏ các bạn mê gì, các bạn đâu muốn đi chơi đâu, ba má lôi các bạn theo như hành xác thôi. Chưa? Đó là lý do tại sao Nhi chưa có đem Eva đi du lịch, bởi vì đây là cái tuổi mà Eva chỉ mới biết bắt đầu khám phá về bạn bè, khám phá về giới tính, khám phá về trường lớp, khám phá về môi trường, khám phá về những cái thứ xung quanh của mình, tại sao họ đặt câu hỏi như vậy. Và Nhi tôn trọng cái điều đó ở con. Được chưa? Rồi xong cái kế tiếp, Nhi nói với ảnh là rất dễ cho một người đàn ông độc thân như anh muốn đi du lịch lúc nào thì đi, bởi vì anh là đàn ông, anh ngủ đâu cũng được, anh ăn đâu cũng được, đối với anh đó là chuyện bình thường. Đối với em tự cho phép em gọi em là một người phụ nữ khó tính. Chị Nhi rất khó tính, nhưng em cũng cực kỳ dễ. Ok, dễ tức là mọi người biết là Nhi về Việt Nam, Nhi ngủ trên sàn nhà với mấy đứa trong team Nhi Lê, ngủ bầy như cá hộp vậy á, Nhi bình thường, Nhi cực kỳ dễ. Khó tính ở đây đối với Nhi là Nhi không muốn đi chỉ bởi vì impulsive tức là hứng lên là làm. Nhi không phải là một người hứng lên là làm. Nhi làm có lý, có lẽ, có logic, có plan, có kế hoạch, ok, có định hướng, có suy nghĩ, có não. Nhi không có hôm nay tự nhiên hứng lên cái thích sàn tỷ dắt đi du lịch chơi vậy. Nhi không có sống như vậy. Và đó là lý do tại sao Nhi thành công. Bởi vì Nhi không sống kiểu như vậy, Nhi không sống theo kiểu hứng lên là đi. Được chưa?
Thì ảnh hỏi như là nhưng mà tại sao em lại muốn hưởng thụ về già, thì ảnh cũng có cái lý lẽ của ảnh, tại vì khi em về già rồi em sẽ không có sức khỏe nữa, rồi em đi du lịch em đâu có hưởng thụ nữa. Cái đúng, em đồng ý, đó là lý do tại sao em tập thể dục. Dù có già mấy 50 tuổi mà từ giờ em tập thể dục tới 50 tuổi, em bảo đảm cho 10 năm đó em đi du lịch vòng quanh thế giới, em vẫn chắc chắn em vẫn có sức khỏe hơn những cái người phụ nữ khác. Cả anh nói đúng, nhưng mà em cũng già rồi em không còn hưởng thụ. Em nói ok, em sẽ cho anh nhìn cái khía cạnh như vậy. Có hai người phụ nữ, một người giống như tính cách của anh, tức là tháng nào năm nào có lương xong cái là mua vé máy bay là bày, một năm đi du lịch 4-5 lần xong quay trở về, ghét công việc của mình, hận công việc của mình, nhưng mà biết cái công việc của mình là cái lý do duy nhất để mình có thể đi du lịch được, cho nên mình vẫn phải đi làm. Một năm 10 tháng đã ghét công việc, chỉ có 2 tháng đi du lịch là hạnh phúc thôi. Còn một người phụ nữ khác phía bên này, rồi xong về già không có tiền nghỉ hưu, không có tiền để ăn, không có tiền lo cho con cái được gì hết, xong rồi bệnh, rồi ngồi trên xe lăn, rồi cảm thấy bất lực của cuộc đời, ôm một đống kỷ niệm trải nghiệm của tuổi trẻ đi du lịch và ngồi đó, ngồi trên xe lăn, ok, sống tiền trợ cấp nếu mà các bạn ở đất nước cao cấp. Còn ở Việt Nam làm gì, lại phải đi ra lại kiếm một cái nghề gì đó buôn gánh bán bưng. Như đang nói sự thật, ok, như nói thẳng sự thật vô mặt các bạn. Một người phụ nữ thứ hai, họ chấp nhận là 20 năm tới họ không có đi du lịch, không có hưởng thụ, không gì hết đó. Họ chỉ tập trung vô doanh nghiệp của họ, tập trung vô bản thân họ, tập trung vô sự nghiệp của họ, họ tập trung vô con cái của họ, tập trung vô cá tính của họ, tập trung vô những cái điều này, sức khỏe vân vân. Đến khi họ 40 tuổi, họ đạt được cái đích là họ để dành tiền xong để đi du lịch rồi. Họ cũng để dành tiền xong để lo cho cái chuyện là họ có đi du lịch 10 năm đi chăng nữa, họ về họ vẫn có tiền nghỉ hưu. Con cái của họ đã tới cái tuổi trưởng thành, tụi nó có thể bay nhảy, tụi nó lo cho cuộc đời. Chồng vợ của họ cũng đã sự nghiệp ổn định rồi, và bây giờ hai người bắt đầu tành tành hưởng già, nghỉ hưu, và cũng như là có tiền khi mà đi du lịch về vẫn sống được cho đến khi đi xuống lỗ gặp ông bà. Đó chỉ là hai cái sự chọn lựa khác nhau thôi, nó không có cái nào đúng hay cái nào sai. Như chị nói, Nhi học từ cái người làm cái bên này và Nhi thích cái cách họ sống, Nhi muốn làm như vậy, Nhi không thích cách bên này. Và sau cái cuộc nói chuyện đó, Nhi làm cho ảnh đâu có hai đêm mất ngủ rồi các bạn, tại vì Nhi biết ảnh không có tiền tiết kiệm về già. Okay, từ cái ngày đầu Nhi yêu người ta, Nhi ngồi Nhi nói chuyện với họ, Nhi đã biết rồi. Nhi đã biết là họ có thói quen xài tiền của họ như thế nào, tư duy của họ như thế nào. Nhi không dài tay, Nhi chỉ không dài tay thôi, Nhi chỉ không đến nói là anh xài tiền như vậy là anh tới 40-50 anh đi củi đó. Tại vì cũng như những người đàn ông trẻ khác, họ không có được giáo dục từ ba mẹ họ, nhưng họ có cái tôi của họ. Chị Nhi sẽ không có nhảy vô để nói anh là bồ em rồi, anh phải nghe em nghe chưa, em giờ em là má anh đó. Không có. Nhi rất là thoải mái với cái chuyện là Nhi quen với một người mà không có cùng kiến thức với Nhi. Nhi rất ổn với điều đó. Nhưng mà cái Nhi nể ở anh cũng như là những cái livestream trước Nhi nói với các bạn đó là anh chấp nhận học từ một người phụ nữ như à như Nhi. Anh chấp nhận đến và nói với Nhi là anh chưa có đủ giỏi và đủ thông minh ở cái phần này, anh muốn học từ em, tại vì cái cách em xài tiền, cái cách em quản lý tài chính, cái cách em vận hành doanh nghiệp làm cho anh quá nể, anh muốn học từ em cái khúc này. Còn cái khúc yêu đương kia, hẹn hò mấy cái đó chị cho anh lít hết, nhưng mà vì về tài chính chị biết chị giỏi cho nên chị không có gì chị phải lại và chị rụt rè chia sẻ cái chuyện tại sao chị xài tiền hết. Và làm cho chị ngạc nhiên là sau 4 đêm mất ngủ, ok, anh ấy quay lại cho chị một cái kế hoạch là anh bắt đầu để dành tiền tiết kiệm cho riêng ảnh để anh nghỉ hưu và về già. Phải không, tụi em vỗ tay nè. Đây là những cái mà Nhi muốn tuyên truyền những người đàn ông, đối với Nhi gọi là nam tính, đó là bạn sẵn sàng nghe sự thật và bạn phải đưa ra cái quyết định. Và anh không có còn pressure chị cái chuyện là em nhất định phải đi du lịch với anh bởi vì anh muốn tạo thêm nhiều ký ức với em. Có ký ức nó chỉ đến từ cái chuyện là bạn phải hạnh phúc tạo ra cái ký ức đó. Còn hai đứa mà đi xạo chó với nhau để đi hưởng tuần trăng mật, xong về đập lộn với nhau để trả nợ cho cái tiền đi tuần trăng mật đó, thì đó không phải là tình yêu. Được chưa? Đó gọi là bạn sống với cái thứ mà bạn coi phim nhiều quá, bạn bị nhiễm á, hiểu không? Chứ trên đời này nó không có như vậy. Một cái cục nợ nào rồi bạn cũng phải trả hết. Bạn mượn nợ, bạn đi du lịch thì bạn về bạn cũng phải làm cắm đầu để trả nợ. Bạn nói bạn yêu, bạn đi tạo ký ức, bạn ở nơi này sang, bạn chụp hành, bạn sắm ảo, vân va vân vân. Vì khẳng định lại với các bạn luôn á, được chưa? Từ cái giây phút bạn đặt vé máy bay về á, tới cái sân cỏ nhà bạn, bạn sẽ nhìn thấy sự thật nó chành ảnh ngay trước mặt. Và bạn bắt đầu chết mẹ rồi, tháng sau làm sao để trả cái cục nợ mới dắt cái con ghệ đi du lịch đây. Đừng sai khi mình không có thể. Đừng sống với cái tôi để chỉ để chụp hình 2-3 giây đăng lên cho người khác happy với bạn. Nhi làm việc như một con chó, ok, và đó là cái Nhi thích. Mọi người có thể nói chị sướng rồi, chị hưởng thụ đi. Nhi quay lại cái list hồi nãy Nhi nói với các bạn đó. Không, cái tư duy này nó giúp cho Nhi giàu. Vì cái tư duy này nó giúp cho Nhi giàu, Nhi đâu có phải ngày mai Nhi bỏ cái tư duy này vô thùng rác nhanh như vậy đâu bạn. Nó không.
Nhi xây nó mười mấy năm để được như Nhi ngày hôm nay mà nó sẽ ở trong máu của Nhi và nó sẽ đi theo Nhi cuối đời. Không phải là các bạn nghĩ tại sao nhà đầu tư tiền của Nhi, tại sao những người bạn làm việc với Nhi muốn làm việc với Nhi, các bạn nghĩ họ sẽ gọi Nhi ngày hôm nay mà có tới văn phòng Nhi, mà không. Cái tính trách nhiệm bạn phải tự có, cái sự tự lập bạn phải tự có, và nó đúng với cả cái cách bạn xài tiền, cái cách bạn đang vận hành doanh nghiệp luôn. Ngày hôm nay Nhi muốn nói cho những bạn đang coi kênh Nhi luôn này, nếu như bạn tiếp tục coi phim drama gì gì đó của phim Hàn Quốc, rồi ba cái phim Trung Quốc, rồi ba cái phim vớ va vớ vẩn yêu đương nhau, cuộc đời nó không có như vậy. Tỉnh mộng ra, càng sớm cắt bản thân mình vô những cái thứ ảo mộng đó. Tôi nghĩ cái phim duy nhất các bạn nên coi đó là Beauty and the Beast. Khi cái thằng đó xấu quắc như vậy đó, và mà cái con đó nó vẫn yêu thương bởi vì cái tính cách của thằng này. Thằng này thích đọc sách, thằng này có chí tiến thủ, đó mới là tình yêu thật sự đó. Thậm chí một cái người kế bên Nhi gần gũi với Nhi, ngủ chung một giường với Nhi đó, quất Nhi rầm rầm đó, yeah. Còn không thấy có một cái tư duy như Nhi được. Nhưng mà cái mà Nhi luôn nói là một leader, bạn sẽ lead tất cả mọi nơi, bạn lead trong cả mối quan hệ của bạn luôn. Nhi chưa bao giờ mở cái họng của Nhi ra để nói là anh lương tháng anh chừng này, anh phải cho ba anh chừng này, cho má anh chừng này, anh phải làm này. Nhi chưa bao giờ dạy đời ai hết. Một ngày nào đó anh lên livestream tụi em có thể hỏi chị Nhi có bao giờ dạy đời anh gì không, bạn trai Nhi không bao giờ hỏi, Nhi sẽ không bao giờ trả lời. Bạn trai Nhi không bao giờ hỏi em anh đầu tư tiền vô chỗ này em nghĩ làm sao, chị Nhi sẽ không bao giờ trả lời, mặc dù chị nhìn thấy nó chuyển tiền luôn, mặc dù chị biết nó đang làm gì luôn, không đánh giá, không nói năng gì hết. Không phải dù ngày mai anh đó có làm chồng của chị đi chăng nữa nghe em, chị cũng sao không. Tại vì cái công thức mà chị đã chia sẻ về cái chuyện tài chính rồi đó, miễn là hai đứa xài trong cái khoản này, phần còn lại ví dụ anh kiếm lên tiền kệ cha anh làm gì kệ anh, em không quan tâm. Tại sao chị nói như vậy, bởi vì chị cũng kiếm được nhiều hơn mà, mắc chị cũng đâu có muốn bỏ thêm vô trong tài khoản chung đâu. Tại vì chị hiểu được, chị giỏi về tài chính, chị chịu trách nhiệm về tài chính của chị chịu trách nhiệm về tài chính tương lai của chị chịu trách nhiệm tài chính cho con chị chịu trách nhiệm tài chính cho chị giúp việc, chị chịu trách nhiệm tài chính cho toàn bộ công ty của chị. Chị là người đầu tiên phải hiểu rõ được cái chuyện là không phải cái lờ của mày với lại trái tim của mày rung động là cái túi của mày phải rung để cho tiền nó rớt hết ra. Rung á, nó chỉ sướng khi mà lấy cái đồ chơi tình dục rồi nhét vô rồi đó, lúc đó thôi, được chưa? Và đó cũng là một cái khoản đầu tư lợi nhuận đó các bạn, mua có một lần mà xài cả đời đó. Này là cho mấy con bánh bèo của chị mà cảm thấy là mình không còn tin vô đàn ông nữa. Anh có từng nghe Nhi nói là em đã về hưu, nhưng sao anh thấy em vẫn đi làm mỗi ngày và công việc của em càng ngày càng phát triển hơn. Vậy là em đã về hưu thật sự hay chưa, hay tự do tài chính nghĩa là về hưu? Cảm ơn Nhi. Nhi là Kim Ngưu, Nhi rất mê, không phải mê tiền mà là Nhi mê cái sự ổn định, Nhi mê cái sự kiên cố, Nhi mê cái chắc nụi của cái cuộc đời này, là có những cái thứ mà mình có thể biết chắc là mình lo được á, là mình phải tập trung nó từ ngày đầu. Đó là cái cá tính của Nhi, đó là cái suy nghĩ của Nhi. Nhi không bắt các bạn phải nghĩ như Nhi, nhớ không? Nhớ như nói các bạn á, là Nhi không bắt các bạn nghĩ như Nhi. Nhưng cũng bởi vì cái câu hỏi của anh Hoàng làm cho Nhi muốn dạy cho các bạn chi tiết hơn về cái chuyện là bao nhiêu tuổi thì đủ tiền nghỉ hưu, và tại sao các bạn phải chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, và tại sao kiến thức nó lại quan trọng như vậy. Tại vì Nhi 31 tuổi mà Nhi đã có thể làm được điều đó. Nhi đang ở đây, Nhi không có khoe là Nhi thành công sớm rồi các bạn phải như Nhi không. Nhi đã nói Nhi bắt đầu là đi làm từ năm Nhi 15 tuổi. Các bạn không, các bạn phải tính cái độ tuổi mà Nhi trên thương trường. Đó là Nhi 15 tuổi Nhi bắt đầu đi làm, thì bây giờ Nhi là 31 tuổi đi. Thì tức là Nhi trên thương trường hơn 18 tuổi mới bắt đầu mở công ty đi chăng nữa, thì trước đó chỉ là vụn vặt đi làm để lấy trải nghiệm thôi. Thì thôi mình coi mình cộng hết cái tuổi đời cộng với lại cái tuổi hành nghề hay còn gọi là vận hành doanh nghiệp của mình á, thì hơn 15 năm, đúng không mọi người? Hơn 15 năm qua Nhi không hề nói nó dễ dàng. Cái cách Nhi đi, Nhi chia sẻ cho mọi người mỗi chút ở trên livestream của Nhi, bởi vì Nhi tin là có rất là nhiều bạn ngoài kia na ná giống như Nhi, tức là họ xuất phát điểm là con nhà nghèo, họ không có kiến thức, họ không được dạy dỗ, họ không được ai giúp hết. Vậy làm sao họ đi tìm cái con đường của họ? Ok, và Nhi không muốn các bạn cứ đâm thân vô để đi tìm những cái con đường sai lệch hay học những cái kiến thức sai, bởi vì Nhi đã từng rầm trầy rầm trật như vậy, cho nên Nhi hiểu cái nỗi đau nó như thế nào. Dạ, yeah. Quay trở lại với câu hỏi của anh Hoàng. Vậy Nhi đã nghỉ hưu chưa? Rồi Nhi thiệt sự là Nhi xong rồi, sao Nhi rảnh háng vậy? Nếu như mà Nhi
có tiền, Nhi kêu Nhi có tiền rồi, tại sao Nhi còn phải đi làm? Hôm nay Nhi sẽ trả lời cho các bạn hết. Nhi trả lời nhỏ rồi, hôm nay Nhi gom thành một cái video luôn. Đầu tiên, các bạn có nhớ Nhi đã từng dạy cho các bạn về cái tháp Maslow chưa? Chị sẽ share cái màn hình của chị nghe tìm. Ok, nếu các bạn đã coi video của Nhi, nếu như các bạn đã từng học với Nhi những cái video trước, các bạn sẽ biết là Maslow nó giúp cho bạn hiểu được bạn đang ở đâu, để cho bạn có thể cống hiến và giúp đỡ cho người khác. Phải không? Rồi nếu như tụi em quay lại coi cái video đó, thì em phải hiểu là cái đầu tiên để cho Nhi có động lực để Nhi làm tiếp, đó là Nhi nhận thức được Nhi đang ở đâu. Thứ nhất, Nhi đã qua cái tầng này rồi các bạn. Nhi đã qua cái tầng gọi là nhu cầu sinh lý của Nhi là Nhi xong rồi đó. Nhu cầu an toàn, Nhi đã có tiền, có nhà, có những thứ mà Nhi biết là bảo hiểm, y tế, giáo dục vân vân. Giờ con cái Nhi ổn định, nhu cầu thuộc về. Nhi có bạn trai, Nhi có con yêu thương Nhi, Nhi có đồng đội và team và nhóm và những cái người chăm sóc Nhi, cũng như là những cái người mà họ biết Nhi là ai và họ ở bên cạnh động viên mình những cái lúc mà mình cần về cái cảm xúc á. Rồi, nhu cầu được tôn trọng. Các bạn thấy Nhi làm YouTube thì các bạn cũng hiểu là Nhi là một leader. Ngoài cái chuyện Nhi được tôn trọng ở trên những cái kênh của Nhi, thì Nhi ở ngoài đời Nhi cũng như vậy. Tức là rất là nhiều người respect Nhi bởi vì cái điều Nhi làm, chứ không phải là bởi vì bao nhiêu tiền Nhi kiếm các bạn. Họ đến với Nhi hay họ làm việc với Nhi hay là họ ở cạnh Nhi bởi vì cái sự tôn trọng họ có với chính Nhi. Nhu cầu về nhận thức, tức là học tập. Nhi đó hiểu được là nếu như Nhi có tiếng Anh, Nhi có thể học được rất là nhiều thứ, và Nhi sẽ không dừng chuyện học của Nhi cả đời, để cho Nhi tiếp tục học cho đến khi mà Nhi có thể tiếp tục dạy lại cho các bạn những thứ Nhi học. Cứ mỗi lần Nhi học thêm được thứ mới, Nhi muốn áp dụng nó, Nhi muốn trải nghiệm nó, và sau đó Nhi muốn đem nó để dạy lại cho các người kế tiếp. Tại vì Nhi biết chắc các bạn cũng sẽ đụng cái tầng mà Nhi gọi là cái trần nhà giống như Nhi. Mỗi cái trần nhà bạn sẽ có một cái trải nghiệm mới, và bạn cần phải học cách phá cái bức tường ở trên trần nhà của bạn, thì bạn mới có thể đi giúp người khác được. Nhu cầu thẩm mỹ thì các bạn thấy rồi đó, Nhi không có còn có cái nỗi đau khi mà mình cảm thấy mình không có đẹp gái. Nhi còn lấy cái vẻ đẹp của Nhi ra mà Nhi làm trò cười cho các bạn, thì các bạn hiểu, đối với Nhi, Nhi hiểu được nhan sắc nó sẽ phai tàn đi, nhưng mà cái nhận thức về con người, cái nhận thức về mình, cái giá trị bên trong của mình đó, nó sẽ tăng lên. Đó là lý do tại sao Nhi mở cái lớp mà dạy về total wealth, tức là sự thịnh vượng trọn vẹn của bạn. Ngoài cái nhan sắc này, bạn còn cái gì bên trong mà bạn cần phải biết và hiểu. Cái lớp đó Nhi mở vào tháng 10 này, và cứ 3 tháng một lần Nhi sẽ mở cái lớp đó. Tại vì có rất là nhiều bạn nữ muốn học từ Nhi, và bạn nam nữa, đó là làm sao để chăm sóc gia đình, làm sao để hiểu về tình yêu gia đình. Ok, những cái đó. Rồi, tự thực hiện. Đó là cái mà sau khi Nhi thành công, Nhi nhận ra là Nhi đã tự thực hiện được cái điều này. Ngày hôm nay Nhi thành công giữ được cái vị trí này là bởi vì công sức của Nhi. Tất nhiên là nhiều người dạy cho Nhi và nhiều người support Nhi nữa, nhưng mà bởi vì Nhi tự thực hiện được rồi, Nhi mới hiểu được cái giá trị là tất cả mọi thứ nó đều không còn quan trọng như Nhi nghĩ nữa. Khi mà bạn đạt được hết rồi á, nó không còn quan trọng nữa. Nó làm cho bạn buộc lòng phải suy nghĩ về cái chuyện tại sao mình tồn tại. Nếu như đây là cái tại sao mình tồn tại. Ok, nếu ai cũng nói là mình phải giàu có, mình phải có tiền, rồi mình phải làm giàu, rồi mình phải hơn người khác. Ok, nếu như vậy Nhi đã phấn đấu hết rồi, Nhi có hết những cái thứ đó rồi, vậy tại sao Nhi vẫn còn tiếp tục tồn tại? Tại sao Nhi vẫn còn tiếp tục sống? Tại sao Nhi phải thở? Tại sao Nhi vẫn phải ở trên cuộc đời này? Và cái câu hỏi đó nó làm cho Nhi sâu thẳm hơn nữa. Nó dẫn Nhi đến một cái là nếu như mình đã hết cái để phấn đấu và tồn tại rồi á, thì cống hiến và cho đi, và cho nó là cái purpose của mình. Purpose là cho, cống hiến, rồi coi nó là lý tưởng của mình. Đáng sống không mọi người? Đáng sống đúng không? Thì đây là cái câu trả lời của Nhi cho anh Hoàng. Đó là bởi vì em đã có được hết tất cả mọi thứ rồi, cho nên em cảm thấy cái chuyện làm á, nó trở thành vô nghĩa nếu như mình không làm cho một ai đó. Tại vì các bạn, thậm chí các bạn đang đi làm hay đang kiếm tiền hay đang lo cho gia đình, Nhi cũng nhấn mạnh luôn là các bạn làm điều đó cho một người thân nào đó trong gia đình các bạn. Các bạn làm điều đó cho con cái bạn, bạn làm điều đó cho cha mẹ bạn, bạn làm điều đó cho anh chị, cô dì, chú bác, bạn bè bạn, bất cứ một người nào đó Nhi không cần biết đang quan trọng trong cuộc đời bạn. Những cái gì mà bạn đang làm bây giờ đều bởi vì bạn muốn làm cho một ai đó.
được hạnh phúc. Bạn muốn làm cho một ai đó được thấy vui, bạn muốn làm cho một ai đó được nở một nụ cười, bạn muốn làm cho cuộc đời ai đó cảm thấy tốt hơn và được hơn và phát triển hơn, nó làm cho bạn cảm thấy ấm lòng. Đó là cái bản chất tự nhiên của mỗi con người. Mình sinh ra là để cho, bây giờ mình sinh ra là để giúp đỡ, mình sinh ra là để tạo được nhiều thứ hơn cho người khác, không phải mình không. Giờ cho nên đó là lý do tại sao khi bạn giúp được một ai đó, bạn tự mỉm cười với mình hoặc bạn tự cảm thấy năng lượng của bạn khá lên rất là nhiều. Như thế nào gọi là nghỉ hưu? Như thế nào gọi là nghỉ hưu với đám đông, với số đông? Hoặc là Nhi sẽ nói với cá nhân Nhi. Nhi sẽ thấy nghỉ hưu đó là cái mà Nhi có thể dành thời gian được cho gia đình và người thân chẳng hạn. Mình tích cái đầu tiên gọi là có thể dành thời gian được cho gia đình và người thân cho mọi người. Rồi, bạn có nhà, có cửa, có xe, có những cái thứ di chuyển đi lại và các bạn không phải lo lắng nữa. Được giờ đó gọi là nghỉ hưu phải không? Rồi các bạn ăn uống các bạn không phải nghỉ nữa, cầm cái thẻ đi chợ, đi mua, đi quẹt, không cảm thấy lo lắng là tháng này phải chi trả bao nhiêu cho chuyện ăn uống của mình. Có bảo hiểm lo cho bạn, tức là nếu như ngày mai bạn bị đi vô bệnh viện đi, trả tiền viện phí quá nặng, ung thư hay bệnh tật, bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn chẳng hạn. Rồi bạn mua cổ phiếu hay là tiền tiết kiệm để mà mỗi tháng bạn có tiền dư ra, ví dụ bạn muốn mời người này người kia đi ăn, rồi bạn bè bạn, rồi ba mẹ bạn hay cho người này người kia chút đỉnh. Bạn có tiền để bạn có thể đi du lịch thế giới nếu bạn muốn. Được chưa? Và khám chữa bệnh được những ở cái nơi chất lượng và an toàn, và bạn cảm thấy bản thân mình được nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ về những cái điều đó nữa. Được chưa? Đó gọi là nghỉ hưu. Đó gọi là nghỉ hưu đối với Nhi. Thì nếu như tất cả những cái này Nhi đã tích rồi thì đó gọi là nghỉ hưu đối với Nhi. Tức là ngày mai nếu như Nhi đi lại nhưng không có vấn đề gì lo, chị Nhi không có tiền để mà trả tiền di chuyển của Nhi, được chưa? Nhi không có lo là Nhi không có tiền hàng tháng để mà Nhi ví dụ như đi chơi với con, ăn uống với con, lo cho con, tiền khám chữa bệnh cũng vậy. Ok, Nhi không có lo là ngày mai Nhi nhập viện là Nhi sẽ chết tại vì Nhi không có tiền trả bệnh viện. Hoặc là tiền bảo hiểm, rất là Nhi đã trả tiền bảo hiểm cho Nhi và Eva và chị giúp việc. Đó là những người thân cận của Nhi mà Nhi cần phải lo. Tại sao Nhi phải trả tiền bảo hiểm đó? Tại vì ở sinh cái chi phí y tế nó rất là cao, nếu các bạn không có cái đó thì các bạn sẽ rất là khổ. Giờ có khi đổ nợ để trả tiền bác sĩ, cái này rất là nhiều bạn biết rồi. Thì như Hoàng hỏi, Nhi nói đúng, Nhi đã lo được hết cái này ở cái tuổi 27. 27 tuổi Nhi đã giải quyết xong cái vấn đề này rồi. Rồi, rồi các bạn, Nhi sẽ cho thêm các bạn là lý do tại sao các bạn nên lên kế hoạch nghỉ hưu từ bây giờ. Okay, tại vì Nhi nghĩ đối với Nhi thấy ngay bây giờ nó rất là quan trọng. Những các bạn còn trẻ, Nhi không muốn, Nhi nghĩ các bạn đang được trải qua cái đó rồi, ba mẹ mình trở thành gánh nặng cho mình, ba mẹ mình trở thành cái cục nợ cho mình. Ngược lại như họ nói, mình là cái cục nợ của họ hồi xưa, thì khi họ lớn lên họ sẽ là cái cục nợ lại của mình. Nhi nói thẳng luôn, nội cái tiền mà ba mẹ bạn bệnh một cái, bạn tiết kiệm tiền, ví dụ bạn muốn mua nhà, mua đất hay bạn lo cho vợ, cho con của bạn đi, cái ba bạn mà bệnh cái hay mẹ bạn bệnh cái, tiền bay, banh chành là coi như xong, ước mơ tiêu tan, dự tính tiêu tan, tất cả mọi thứ tiêu tan. Và sau đó các bạn cãi lộn với nhau, các bạn oán trách nhau, các bạn đổ lỗi cho nhau. Như đã làm cái video mà cách để chia tiền khi mà kết hôn hay là ở với nhau thành một cặp đôi, các bạn có thể tìm lại cái video đó, team cũng sẽ cho các bạn cái đường link đó, được chưa? Để các bạn thấy cái kiến thức của như vậy là nó link với nhau, nó kết nối với nhau để cho bạn hiểu cái vấn đề trong cuộc đời của bạn cặn kẽ và gọn ghẽ hơn. Đầu tiên, tại sao bạn phải lên kế hoạch cho cái chuyện nghỉ hưu của mình là bởi vì cái tiền nhà nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian bởi vì lạm phát. Rồi cái nhu cầu mà bản thân của bạn, sức khỏe của bạn không cho phép nữa chẳng hạn, bạn sẽ yếu dần đi. Rồi nếu như tiền như gọi là lãi kép, những các bạn muốn hiểu về lãi kép các bạn có thể tham gia lớp học của Nhi. Ok, cái lớp hay không ghét như vậy cho các bạn rất là nhiều về lãi kép, cũng như là tại sao bạn phải đầu tư sớm, tại sao bạn phải vận hành doanh nghiệp, làm sao để bạn kiếm được nhiều tiền hơn song song với cái tiền mà bạn đang có. Thì có trong cái lớp học đó Nhi cũng đã dạy cho các bạn, học với Nhi rất là nhiều. Các bạn có thể hashtag hay không ghét để mà đọc review của những bạn kia, đi vô đó chat với tụi nó thẳng luôn, hỏi ê bà Nhi bà vô đó bà có lùi gà hay bà có xạo chó gì không, hay bà nói thiệt vậy và tại sao bà không dạy YouTube. Có những thứ nhưng không thể dạy YouTube được, có những thứ nhưng không dạy YouTube được không phải là Nhi ém hay Nhi giấu, mà các bạn phải ngồi đó để hỏi Nhi câu hỏi. Tức là bạn nói chị Nhi khúc này em không hiểu, chị trả lời sau cho em thử, thì lúc đó Nhi mới giúp được. Còn trên này Nhi chỉ cho các bạn về lý thuyết,
như không được gặp mặt các bạn trực tiếp, như không được nói chuyện với các bạn trực tiếp, như không hiểu là bạn đang dốt chỗ nào để như vá cái lỗ thủng chỗ đó. Lặp lại, như không thấy giúp các bạn đó, như không ngồi chung với các bạn để như hỏi coi là bạn không hiểu khúc nào, tại vì kiến thức nó rất là bự. Và nếu như nó bự như vậy, làm sao để chúng ta xé nhỏ nó và quăng lên đây để mà thích hợp với từng người. Như nó ví dụ một bạn vô học với Nhi mà đang 19 tuổi sẽ khác với một bạn đang học với Nhi mà 29 tuổi, sẽ khác với một cô đang học với Nhi mà 49 tuổi. Tại vì sao? Ở mỗi cái độ tuổi, cái nhu cầu tìm tài chính của họ là khác nhau. Ví dụ 19 tuổi, nó chưa có trải nghiệm đời, nó muốn kiếm tiền, nó chỉ muốn bắt đầu cuộc đời của nó là giàu, 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 giàu. Tại vì ai cũng nói nó phải như vậy. Một cái đứa 29 tuổi nó bắt đầu nhận thức tới là cần nhiều hơn là giàu. Làm sao để thu hút đàn ông, làm sao để nó kiếm tiền, làm sao để nó có con, làm sao để lo cho tương lai của nó. Một người 49 tuổi có thể họ đã đổ vỡ trong hôn nhân, tiền bạc vẫn không thấy, cuộc đời thấy đi xuống, nhan sắc đi xuống, bây giờ còn thêm một cục nợ nữa, giờ giải quyết như thế nào. Bạn thấy ba người đó có thể họ trải qua ba thứ khác nhau trong cuộc đời. Và chỉ có khi trong lớp thì Nhi mới có thể dạy được cho các bạn là ở tại thời điểm này cái cách để giải quyết vấn đề của bạn là như thế nào. Được chưa? Rồi, tại sao bạn phải nên lên kế hoạch từ nghỉ hưu? Rồi, các bạn hỏi như là song song với những cái mà Nhi vừa mới chia sẻ cho các bạn thì đây là Nhi. Thì Nhi biết một điều là Nhi hy sinh cái tuổi trẻ của Nhi để tập trung vào sự nghiệp. Như chia sẻ với các bạn đó, cái thời peak của phụ nữ á, là từ 15 tuổi cho tới ba mấy tuổi, Nhi chia sẻ cho các bạn á. Lại một cái video cũ nữa. Giờ lát là sexual market, tức là cái giá trị về nhan sắc của bạn cũng như tình yêu của bạn theo độ tuổi. Coi cái video cũ đó luôn. Trời ơi, một cái video mà Nhi có thể nhắc cho các bạn bao nhiêu cái video cũ, các bạn phải học lại để hiểu. Thì tại cái thời điểm đó Nhi bỏ thời gian công sức của Nhi ra để Nhi tập trung vô việc bản thân mình phải phát triển và doanh nghiệp và nhiều thứ khác. Nhi không hề dành thời gian để đi yêu đương và làm mấy cái chuyện cù bắp mấy ghim như những con phụ nữ khác. Có thể là một cái blessing, Nhi nghĩ là may mắn, đó là Nhi nhận thức sớm và Nhi khôn ngoan hơn người khác. Nhưng mà Nhi nghĩ một cái mà Nhi đánh giá cao về chính bản thân của mình, Nhi không gọi là kiêu ngạo, đó là Nhi rất chăm chỉ, Nhi rất siêng, Nhi rất là kiên trì. Và đặc biệt là Nhi không có nhiều thói quen xấu. Như vậy là Nhi không có nhiều thói quen xấu, chứ không phải là Nhi không có thói quen xấu. Nhi nghĩ là Nhi hồi xưa hồi còn trẻ, cái thói quen xấu của Nhi đó là uống rượu. Ok, uống rượu là do mình stress quá, mình đi làm nhiều mình stress. Còn hơn cái đó, ngoài cái đó ra, Nhi thấy Nhi không có thói quen gì xấu hết. Nhi là một người biết cách chi tiêu rất là tiết kiệm. Nhi là một người biết cách xài tiền làm sao khôn ngoan. Nhi đầu tư ngược lại vô bản thân Nhi. Rồi Nhi mở doanh nghiệp từ sớm. Rồi Nhi cũng là người biết cách là khi Nhi té xuống Nhi đứng lên lại như thế nào. Và Nhi cũng là một người tin vô trực giác của Nhi chẳng hạn. Cái Nhi hiểu được là có những thứ á, mình phải bỏ cái nhỏ để có cái lớn á. Cái đó Nhi hiểu công thức đó. Thì Nhi sẽ phân tích cho các bạn một trong những cái yếu tố giúp Nhi đạt được cái điều này sớm, đó là ở Singapore nó có cái gọi là CPF. Các bạn có thể tìm hiểu cái CPF này, nhưng biết ở tiếng Việt nó có cho các bạn không. Nhưng đại loại là khi mà các bạn đem nhận được tiền lương về, Nhi nói ví dụ như 10 triệu đi, ok, Nhi dùng cho những bạn mà rồi xong nó sẽ chia ra là ví dụ như là 1 triệu vô tài khoản, 1 triệu vô cái đầu tiên này chẳng hạn, rồi 1 triệu khác vô cái này chẳng hạn, rồi 1 triệu khác vô cái này. Ba cái này là cái yêu cầu cần để các bạn có thể nghỉ hưu được mà. Đó là bạn cần tiền để mà mỗi tháng người ta trả lại cho bạn là tiền nghỉ hưu, là tiền già đó, là gọi là income, tức là thu nhập. Rồi cái thứ hai là nhà, và cái thứ ba là sức khỏe. Thì người sinh họ chuẩn bị cái này sẵn cho tất cả người dân sinh khi mà các bạn còn trẻ luôn. Tức là Eva mà 18 tuổi là cái tài khoản này nó bắt đầu kích hoạt rồi, để cho họ chăm sóc những cái người dân ở đây. Và nếu các bạn nói chị Nhi nhưng mà em ở ví dụ trừ ra thì nó còn lại 7 triệu đây, trừ 3 triệu thì bạn còn lại đây 7 triệu. 7 triệu đó là trách nhiệm của bạn để bạn dùng cái này nè, lo cho gia đình nè, lo cho người thân nè, đầu tư thêm nè, hay là mở doanh nghiệp hay bất cứ cái gì đó là trách nhiệm của bạn. Thì cái tài khoản này của Nhi nó đã, Nhi gọi cái từ là xong rồi. Ok, xong tức là Nhi tích xong cái tài khoản này rồi. Ok, thì đây là cái nguồn thu nhập đó, một trong những nguồn thu nhập nghỉ hưu của Nhi. Cái này Nhi chỉ được lấy ra khi Nhi 65 tuổi. Ok, từ giờ cho tới 65 tuổi Nhi không cần phải đụng vô cái này. Đến lúc đó Nhi tự có tiền quay trở lại. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai
Các bạn hỏi tiền ở đâu chị Nhi có để mà chị Nhi, tại sao chị Nhi còn vẫn còn làm? Nó là doanh nghiệp của Nhi, doanh nghiệp của Nhi nuôi Nhi. Cái Nhi có thể bán nó nhưng mà Nhi không chọn bán. Tại vì sao? Tại vì Nhi thích, Nhi rất là thích. Nhi có một cái máu làm kinh doanh và Nhi yêu thích cái điều Nhi làm. Nhi cảm thấy nó không phải là áp lực đâu Nhi. Nhiều hồi Nhi cũng thay các bạn mà nghĩ tôi dễ lắm hả, tao stress. Nhưng mà trong cái stress đó nó lại làm cho mình cảm thấy yêu thích, mình cảm thấy mình được phát triển. Ok, đây là cái tư duy của Nhi. Nhi cảm thấy mỗi lần mà doanh nghiệp của Nhi tiến lên đó, Nhi cảm thấy Nhi được phát triển đó, Nhi thích lắm. Nhi cảm thấy Nhi trưởng thành lên mỗi ngày khi mà Nhi càng biết nhiều về kinh tế, càng hiểu được cái công thức làm ra tiền và vân vân. Tại vì Nhi đang ở cái tầng cống hiến, và cái tầng cống hiến đối với Nhi là quan trọng. Bởi vì để có cống hiến thì bạn phải có thứ để cho. Bạn không học, bạn không phát triển, bạn cho cái gì, bạn lấy cái gì để cho, phải không? Thì đối với Nhi rất là thích doanh nghiệp của mình. Rồi xong với cái đó thì Nhi có đầu tư. Đầu tư thì các bạn đầu tư đâu, kể các bạn, Nhi đầu tư trong bất động sản. Đây là cái mà cái cũng là cái Nhi rất thích. Thứ nhất, bất động sản nó không có cảm xúc, nó là nhà và nhà thì nó chán, được chưa? Rồi Nhi có nhân viên và người vận hành như Nhi, và Nhi rất là thích đi view nhà. Mỗi lần view nhà Nhi nhìn thấy nhà có vấn đề, Nhi cảm thấy khoái lắm. Tại Nhi nhìn thấy có vấn đề tức là có tiền. Và Nhi nói Nhi thích, Nhi rất thích, Nhi phải làm cái thứ Nhi thích nữa các bạn. Nhi không thích Nhi cũng không thích nữa. Rồi cái khác nữa, tiền đâu chị Nhi nghỉ hưu nữa. Nhi có cái source của những cái gọi là từ nhiều nguồn khác nữa, gọi là người ta gọi là multi source of income, tức là nhiều nguồn. Nhiều nguồn này bao gồm ví dụ như là khách hàng riêng của Nhi, coach private với Nhi, tức là họ học cá nhân với Nhi đây, ok. Rồi song song với cái này thì Nhi có tiền từ việc là Nhi đầu tư vô bạn Nhi. Ví dụ như bạn Nhi đầu tư chứng khoán, bạn Nhi sẽ giúp Nhi support cái hỗ trợ cái portfolio. Tiếng Việt nó là cái gì trời? Đại loại là nguyên một cái tổng hợp. Nhi dùng từ tổng hợp đi. Ok, tổng hợp cổ phiếu của Nhi. Nhi cũng mới bán cổ phiếu của Nhi. Tại vì Nhi theo thời gian Nhi đầu tư vô này, Nhi cảm thấy Nhi không có thích nó nữa. Nhi không còn, Nhi không có máu lửa như hồi xưa nữa. Nhi cảm thấy Nhi sẽ dồn nó vô cái mà Nhi thích thôi. Được chưa? Rồi ví dụ như mua vàng chẳng hạn, bạn có thể trữ vàng. Đó là cái mà Nhi lâu lâu Nhi cũng thích nữa. Rồi cái chủ yếu của Nhi thấy mà Nhi thành công được, đó là nó đến từ doanh nghiệp của mình và cái đầu tư bất động sản của mình. Đây là hai cái nguồn chính mà nuôi sống Nhi. Và Nhi biết là nếu như kiếp Nhi cứ duy trì như vậy thì Nhi sẽ không có chết đói được. Và duy trì nó rất là khổ, nó rất là dễ so với cái lúc bắt đầu. Ví dụ lúc bắt đầu Nhi cần một ngày 10 tiếng để làm, thì bây giờ mỗi ngày Nhi chỉ cần có 1 tiếng để làm. À, ngày xưa đây là past, in the past, này là now. Rồi đó là Nhi Lê với gương mặt ngộ nghĩnh và nói cho các bạn biết là tại sao cô ấy nghỉ hưu sớm và cô ấy rảnh háng để lên đây làm YouTube với các bạn. Rồi các bạn sẽ hỏi, Nhi sẽ tiếp tục trả lời câu của Hoàng. Làm cho chị Nhi thành công nữa, tụi em biết chị Nhi mà đi mua đất mua nhà hay chị Nhi xây dựng cái gì á, đây là cái tư duy của chị, tư duy win-win cùng thắng. Chị mà doanh nghiệp của chị mà làm ra tiền, chị sẽ chỉ cho hàng xóm làm y xì chị, mà làm phải ngầu mà ngon hơn chị nữa. Một, tiền của họ, không phải tiền của chị, ok. Nhưng mà chất lượng ngang với chị thì chị vô tình chị đẩy cả cái khu phố đó lên trở thành một cái khu làm ăn mà người ta muốn nhào đến. Rồi hàng xóm bày cho hàng xóm, hàng xóm bày cho hàng xóm. Em nghĩ thằng hàng xóm đó nó vứt rác nhà chị không? Em nghĩ chị có vứt rác nhà thằng hàng xóm không? Tại vì tụi chị sẽ làm dơ cả một con đường của nhau đó, đúng không? Rồi thứ nhất, cùng tháng. Thứ hai, không cần phải ganh tị, nó có tiền con nó ăn được. Em nghĩ nó có vui không? Nó vui, nó có qua nó hại chị không? Không. Còn em biết em làm cái gì, em tâm tấm, em che, em đậy. Người ta xích nửa đen nữa không? Người ta kiếm chuyện thôi, vứt rác qua nhà mày, đổ dầu, đổ lửa, đổ cái này cái kia rồi phá đám nhau thôi. Bởi vì chúng ta còn có tư duy sân si, tôi phải hơn bạn, bạn phải hơn tôi. Tôi kiếm được nhiều tiền là tôi em nhà tôi ăn thôi. Chị nói ví dụ chị đi ăn bánh xèo, chị cũng nhìn thấy như vậy. Cái nhà hàng xóm hả, nó cứ thấy tụi chị đi vô cái tiệm bánh xèo mà tụi chị hay ăn á, là nó chặn bầu xe cái đi vô đậu xe đây nè, cái quán này cũng ngon như quán bên kia thôi. Tại sao chúng ta phải có tư duy như vậy? Tại sao cái quán nhái kế bên phải hậm hực, rồi phải thái độ, rồi phải không vui với người khác làm được giàu có? Chúng ta đang xây một cái văn hóa mà chúng ta không cùng nhau giàu. Tụi em biết chị Nhi đi du lịch rồi, chị Nhi nhìn thấy nguyên một cái con phố là phố du lịch, là phố du lịch luôn, cùng giá luôn, đồng lòng với nhau luôn, cùng nhau chăm sóc nhau luôn.
du lịch đông mà, đâu phải có một người đâu. Nhưng không, chúng ta chọn chơi dơ với nhau, chúng ta chọn cho khách du lịch nhìn thấy một cái vẻ mặt tức tối. Tại sao mày vô đây ăn, tại sao mày không vô đây ăn? Chỗ này cũng như chỗ bên kia thôi, tại sao vậy? Chị mà làm có tiền, chị muốn cả cái khu phố này cũng giống như chị. Ăn làm sao mà hết? Giờ tao cho mày 500 cái bánh pizza trước mặt mày nhai hết không? Không. Bây giờ mày ăn maximum banh cái cuốn họng mày đi cho nữa, 3 miếng là hết đắt rồi. Rồi sau đó mày còn 50 miếng, 500 miếng pizza còn lại mày làm gì? Em thà em vứt cho em không có cho thằng xóm của em. Bởi vì em mới sống vậy cho nên mày bần á. Yeah. Ăn cho đàn lan đại hải, ăn cho banh xác ra xong thà vứt rác chứ không cho người cái bên chứ vậy. Và tư duy đó nó phải đi vô cả với cái tư duy sống của em mà làm ăn luôn. Nó hỏi chị Nhi công thức chị Nhi giàu. Đó tao cho mày rồi đó, công thức thành công của tao đó. Hỏi tụi nó có sáng giờ chị Nhi uống cà phê, tụi nó không uống như tao à. Chứ không phải tao uống cà phê tao cho tụi nó uống nước lọc đâu. Chị chưa bao giờ gì đối xử với ai mà khác đi với chị hết. Tao mà ăn giờ mà tao mà ăn hải sản, tụi bay cũng được ăn hải sản vậy thôi. Chị không bao giờ, bởi chị Nhi phải sống sướng hơn người khác. Tao ăn cỡ nào tao cũng đi ra cái đường nó màu vàng thôi, như tụi bay, được chưa? Chứ không phải tao ăn vô là tao ỉa ra vàng đâu, còn tụi bay ỉa cứt đâu không có, chúng ta như nhau. Một người có địa vị xã hội là một là người có gì vậy chị? Ủa cái này dễ ợt mà ra sao cũng hỏi vậy? Chị ví dụ, một người có thể giải quyết được vấn đề, và đặc biệt là những vấn đề lớn, đặc biệt là những vấn đề mang tầm cỡ bự, đặc biệt là những vấn đề mang tầm cỡ quốc gia, những người đó chúng ta gọi là những người có địa vị. Ví dụ ở Việt Nam có ai chủ tập đoàn gì gì Bắc Vượng đi hãy, ví dụ Bắc Vượng chẳng hạn. Lý do tại sao ổng được gọi là có địa vị, tại vì thứ nhất, ổng tạo được công ăn việc làm cho rất là nhiều người, đúng không mọi người? Ổng thay đổi được cuộc đời rất nhiều người. Ổng thay đổi cho nền kinh tế đất nước ở chỗ là ổng tạo ra được cái gì, cái xe gì ở Việt Nam, rồi ngành bất động sản ở Việt Nam, rồi cái tư tưởng lớn, rồi cách họ nói chuyện, rồi cái tư duy kinh doanh doanh nghiệp của họ. Và vân vân. Miễn là bạn có thể cống hiến cho xã hội và giải quyết được những cái vấn đề lớn trong xã hội, và bạn được người khác tôn trọng, coi trọng và nể phục, thì bạn là một trong những người gọi là có địa vị trong xã hội. Địa ở đây rất là địa thế, địa vị, địa giống như là địa lý rồi đó. Tức là cái điểm, bạn là một cái điểm. Vị tức là cái vị trí ngồi của bạn. Cái vị trí ngồi của bạn ở đây là đến từ cái công sức, cũng như là bạn cống hiến làm cho người khác nể phục bạn. Chị Nhi ơi, có phải chơi với người giàu thì mới giàu hả chị? Em biết chị trả lời rồi, nhưng nó thiệt vậy hả chị? Vậy phải bỏ bạn nghèo hả chị? À không em, em không cần phải bỏ bạn nghèo em đâu. Nhưng mà khi em giàu lên á, bạn nghèo em chắc chắn sẽ tìm cách để mà đi khỏi em. Mày không cần bỏ ai hết á. Mày có tiền ra mày vẫn dắt bạn mày đi ăn, đi chơi, đi nhậu nè. Mày xài tiền hơn bạn mày nè. Nhưng mà cái tôi của họ sẽ tự động, họ làm đủ mọi cách. Cái dấu hiệu rõ nhất cho thấy là bạn của em là người thay đổi chứ không phải là em. Ví dụ như hồi xưa mày với nó cùng chia tiền ăn một dĩa ốc, mày với nó cùng chia tiền đi uống trà sữa, mày với nó cùng chia tiền đi ăn nhà hàng, mày với nó cùng chia tiền đi sắm đồ, mày với nó cùng chia tiền đi ăn Tết, mày với nó cùng chia tiền đi đổ xăng. Đến một ngày đẹp trời, coi video bà Nhi rớt vô háng của mày là kiến thức thiệt là vĩ đại. Mày chọn là ok, mình sẽ hy sinh vài tháng, 6 tháng của mình không đi ăn ốc với bạn mình không có đi chơi với bạn mình, thì mình cũng phải chia tiền xăng, không chia tiền ốc đồ gì hết, để mình tập trung vô mình xây sự nghiệp của mình chẳng hạn. Thì 6 tháng sau tự nhiên sự nghiệp của mày phát triển, cái tự nhiên bây giờ mày có tiền, thay vì hồi xưa mày phải chia tiền ốc với bạn mày, bây giờ mày bao luôn. Mày kêu chầu này có 300.000 em trả cho. Mày đi mua trà sữa không vậy? Mọi khi mày phải chia với nó. Bây giờ trời ơi có ly trà sữa để đó em trả luôn cho, để đó chị trả luôn cho, để đó mình trả luôn cho bạn. Cái đến một ngày đẹp trời tự nhiên bạn của mày đùng đùng sóng gió nổi lên, nói với mày một câu vô mặt mày vậy nè: mày thay đổi rồi, mày có tiền rồi mày thay đổi. Mày nghĩ tao không tự trả tiền ốc cho tao được hả? Mày nghĩ tao không tự trả tiền xăng, tiền xe, tiền trà sữa cho tao được hả? Mày coi thường tao quá rồi. Xong mình cũng ngồi lùi lại hai bước, mình suy nghĩ chắc là mình có tiền rồi, mình muốn chăm sóc họ, nhưng mà có khi họ không thích.
thôi mình lùi lại hai bước, mình kêu ok vậy đi ăn mình vẫn chia tiền rồi này nọ rồi vân vân. Nhưng mà tự nhiên mình bây giờ mình có tiền, mình thành công rồi, mắc mới gì mình phải hạ cái tiêu chuẩn mình xuống đúng không? Mình bắt đầu mình hẹn hò người xịn hơn, rồi mình bắt đầu mặc đồ đẹp hơn, rồi mình bắt đầu đi ăn nhiều cái chỗ mới hơn, rồi mình cũng muốn dắt bạn mình đi, xong mình nói tao biết cái chỗ này mày không nhất thiết phải trả đâu, tại tao mời, tại vì tao quen với lại anh này anh kia này nọ. Cái nó đi vô đó nó nói là bây giờ mày khác rồi, bây giờ mày đâu có cần phải đi với bạn như tao là đi ra ngoài vỉa hè uống trà sữa. Tao nhớ hồi xưa khi tao với mày không có tiền hả, là ăn bánh trắng trộn ở bờ sông mà còn hạnh phúc. Bây giờ mày khác rồi, mày khác nhiều rồi. Người ta sẽ liên tục quăng cho em đủ thứ lý do là tại sao tình bạn của em thay đổi, và từ giây phút đó họ bước ra khỏi cuộc đời của em. Cho nên câu trả lời của chị dành cho em là rất là đơn giản. Em không cần phải chơi với bạn giàu để giàu, em chỉ cần học kiến thức và áp dụng, em có khả năng sẽ tiến bộ lên. Em chỉ cần ở với những người mà có cá tính mạnh, có nhu cầu phát triển, chia sẻ cho em những cái kiến thức để mà em hỗ trợ não bộ của em, cũng như tinh thần của em, cũng như là cái tư duy phát triển của em. Đó là lý do tại sao chị tạo ra Nhi Lê Team và cộng đồng Nhi Lê Foundation. Bởi vì có rất là nhiều người cần tìm cái môi trường đó chẳng hạn. Có thể là em sẽ không giàu khi em chơi với mấy đứa này, nhưng chắc chắn là em sẽ không bị cái cảnh là tự nhiên hôm nay có ai đó mời mày ly trà sữa, cái tự nhiên mày bị giải đành đạch bởi vì mày mua trà sữa cho người ta. Và câu trả lời của chị là em không bỏ bạn em. Bạn em tự chọn bước đi. Và khi họ tự chọn bước đi, họ sẽ luôn viện đủ thứ lý do là tại em mà họ đi thôi. Và trách nhiệm của em là em phải tự nhận thức được là mày có chắc là mày muốn thành công không? Mày có chắc là mày muốn leo lên trên này không? Mày có chắc là mày muốn giàu có tiền đồ gì đó không? Tại vì có rất là nhiều người nói dạ em muốn thành công, nhưng mà nghe thấy bạn bỏ mình cái thôi, không kiếm tiền nhiều nữa, kiếm ít ít để còn được đi ăn ốc với nó. Giờ kiếm tiền nhiều là bị nó nói chuyện kiểu như vậy nên thôi thôi dẹp đi. Hoặc là thôi kiếm tiền nhiều chứ kiếm tiền nhiều, rồi nó lại nói là giờ mình phải đổ xăng cho nó, rồi nó không thích, nó cảm thấy như vậy là coi thường nó. Giờ mình phải kiếm tiền cho bằng nó thì mình mới không có coi thường nó. Đó, nếu như tình bạn mà em phải nghĩ cái chuyện là em mất hay em không mất, bỏ bạn hay không bỏ bạn, thì chị xin lỗi là em không cần bỏ ai hết á. Chị chưa bao giờ bỏ ai hết á, người ta bỏ chị đi hết rồi. Và chị vẫn cười, tại vì đây là ước mơ của chị, một mình chị đi thôi. Do người khác đi đâu kệ họ, chị tự đủ biết chính bản thân của chị là ai bước qua cuộc đời của chị, đó là cái phước phận của họ. Còn ở lại được hay không, đó cũng là cái phước phận của họ. Đôi khi cảm xúc của họ đưa ra một cái quyết định gì đó, họ hối tiếc thôi. Họ hối tiếc trong bóng tối, họ đâu hối tiếc với ông trời, họ hối tiếc trong thầm lặng, họ hối tiếc cái gì cũng được, chị không cần biết. Nhưng mà chị làm tròn bổn phận một người bạn, và chị không có, chị nói thẳng cho đến giây phút này á, không có một người bạn nào bước qua cuộc đời của chị, hay không có một người nào bước qua cuộc đời của chị mà chị hối hận vì cái chuyện chị đã chăm sóc họ ở bất cứ cái lĩnh vực nào trong cuộc đời. Và chị tự hào nói thẳng luôn là ai mà bước vô đời chị đều được chị chăm sóc hết đó. Chị là một người cực kỳ có trách nhiệm, và trong tình bạn chị là một người cực kỳ chu đáo và chu toàn. Chị không nói bạn bè gì không chăm sóc lại chị, nhưng mà chị phải nói thẳng luôn là chị chăm sóc cho bạn của chị nhiều hơn bạn gì chăm sóc cho chị. Ở đó chị nói thẳng luôn, chị cảm thấy chị luôn là người cho đi nhiều. Có phải là chị muốn hơn thua cái chuyện đó không? Cái đó chị chọn, chị thích vậy, chị thích chăm sóc người khác. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những cái bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những cái bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những cái bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa, có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những cái bạn mà coi Nhi trên nhiều platform, hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video. We'll be right back.